Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay là buổi tối ngày thứ Sáu, thì vẫn đang trong cái kỳ nghỉ lễ 4 ngày của chúng ta. Tuy nhiên với một cái chương trình có thể nói là rất là quen thuộc đối với nhà đầu tư của chúng ta, thì tối thứ Sáu hàng tuần Hùng Lê sẽ làm các cái bản tin để chúng ta phân tích đánh giá lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua, cũng như sẽ có một vài cái góc nhìn trong tuần mới. Thì lời đầu tiên thì cho phép Hùng Lê được gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng nhà đầu tư, tất cả những anh chị em đã gửi lời chúc mừng sinh nhật của Hùng Lê ngày 30 tháng 4 năm 1985, thì đấy là ngày sinh nhật của Hùng Lê, đã gửi những cái lời tin nhắn, gửi những cái câu chúc tới cá nhân Hùng Lê. Thì Hùng Lê rất là chân thành cảm ơn, và hiện tại thì có một số các cái tin nhắn thì Hùng Lê chưa có thời gian để trả lời lại các anh chị, thì nhân tiện qua cái bản tin này thì coi như Hùng Lê đã đọc, Hùng Lê đã nhận những cái lời chúc đó, và thông qua bản tin này thì Hùng Lê xin dành những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến với cộng đồng nhà đầu tư đã có những cái sự chia sẻ động viên về mặt tinh thần để giúp cho Hùng Lê có được những cái bước tiến mới, giúp cho Hùng Lê có được thêm những cái động lực để có thể đưa đến những cái bản tin, đưa đến những cái góc nhìn tốt nhất cho cộng đồng nhà đầu tư trong quãng thời gian sắp tới. Thế thì trong tuần vừa qua thì chúng ta chỉ giao dịch có 3 ngày, và Hùng Lê đã ra một cái bản tin video số 101. Thì trong cái bản tin đó thì Hùng Lê đã tóm gọn lại ở trong cái nội dung mà Hùng Lê phân tích để đưa đến cho cộng đồng nhà đầu tư. Đó là Hùng Lê dự báo rằng là trong tuần mới thì cái dòng tiền nhập cuộc nó sẽ thận trọng hơn, bởi vì trước mắt của chúng ta sẽ có 4 cái ngày nghỉ, và VN-Index khả năng sẽ đi ngang tích lũy ở quanh vùng 765 điểm. Và Hùng Lê dự báo cái vùng 740 điểm đến 750 điểm sẽ là cái điểm chốt chặn của VN-Index ở trong cái nhịp đánh này. Và khi mà VN-Index chạm về cái vùng 750 điểm trong cái thời gian vừa qua thì Hùng Lê đã nhận thấy là rất nhiều các cái nhóm ngành đã đạt về những cái mốc hỗ trợ cực kỳ là đẹp. Và khi về đến cái vùng đó thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị trên team Zalo và tất cả các anh chị em của chúng ta là chúng ta sẽ ngừng bán tại vùng đó, và chúng ta xem những cái động thái, những cái sự vận động của cổ phiếu ở tuần đó và tại cái mốc 750 điểm. Và Hùng cũng có dự báo là trong tuần thì phái sinh thì khả năng là cái lực cầu long sẽ đưa phái sinh chạm về vùng 715 điểm ở những cái phiên đầu tuần, và trong tuần thì xen kẽ sẽ có những cái phiên long và short ở trong phiên, và chúng ta sẽ xem những cái tín hiệu ở trên rung lệnh để chúng ta có thể vào lệnh. Thì Hùng Lê dùng một cái câu nó rất là dân dã, đó là long và sọc, thì hiểu nôm na đó là chiều mua lên và chiều bán xuống, thì dân dã chúng ta gọi như vậy cho nó dễ. Chỉ số VN-Index thì Hùng Lê nhìn ở trên biểu đồ kỹ thuật rất là đẹp, và Hùng Lê dự báo cái vùng 685 điểm thì cũng sẽ là một cái điểm chốt chặn, và trong tuần mới thì VN30 có xu hướng có thể chạm lại cái vùng cao nhất của chúng ta ở đây, đó là khoảng vùng 730 điểm, và mạnh hơn một tí thì khoảng vùng 735 điểm. Và trên thực tế thì VN30 của chúng ta trong phiên này là đã chạm cao nhất ở vùng 735,28 điểm, và sau đó thì không giữ được cái mốc cao nhất và chốt tuần ở khoảng 715 điểm. Và trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê cũng có những cái dự báo về nhóm ngành, đó là cái dòng tiền thì là nhập cuộc một cách cái thận trọng, và Hùng Lê nhìn thấy cái nhóm ngành để mà chủ đạo, để mà đưa mà dẫn dắt thị trường, thì trong cái tuần vừa rồi là Hùng Lê chưa có nhìn thấy. Và Hùng Lê đánh giá rằng là cái dòng tiền nó sẽ phân hóa mạnh vào các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành, tức là trong một nhóm ngành thì sẽ có những mã cổ phiếu nó sẽ tăng, và có những mã cổ phiếu đi ngang, và có những mã cổ phiếu phân phối, thì đấy là cái sự phân hóa sau một cái chu trình. Và Hùng Lê đánh giá rằng là cái bộ trụ thì nó sẽ không tăng cả dòng, và trong cái bộ trụ đó thì nó sẽ có những cái sự luân chuyển, tức là cổ phiếu này tăng phiên này thì ngày mai sẽ giảm, và nó sẽ nâng đỡ nhau như vậy. Và dòng P và dòng banh tiếp tục sẽ là hai cái dòng chính sẽ có những cái điểm nền tích lũy cực kỳ đẹp. Và Hùng Lê cũng có nói là trong cái buổi tối ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ view lại một số các cái mã cổ phiếu tốt tại thời điểm hiện tại, ví dụ như là DRC, ví dụ như là Công Thương, ví dụ như là VGI, CMX vân vân. Thì tất cả những cái mã cổ phiếu đó nó đã song hành với Hùng Lê xuyên suốt tất cả các cái bản tin trong thời gian vừa qua, cũng như trên team Zalo. Thì trên cái bản tin nhân dịp một cái trên cái bản tin video số 101 thì Hùng Lê nhận được một cái comment. Và ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ nói đến cái comment này để Hùng Lê đưa cho các anh chị của chúng ta một cái góc nhìn tổng quan hơn về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Thì bác Phạm Công, cứ tạm dịch là bác Phạm Công, có nói là Hùng Lê phân tích kỹ thuật rất hay nhưng mà không hề sử dụng đến phân tích cơ bản. Đó, trong khi ở việc tăng của các cái mã cổ phiếu như Hoa Sen, Hòa Phát thì phụ thuộc rất nhiều vào cái sự tăng trưởng về ngành nghề lợi nhuận sau khi có báo cáo tài chính của năm 2020. Thì các anh chị có thể thấy là xuyên suốt tất cả những cái bản tin Hùng Lê phân tích tại vì sao ví dụ nhóm ngành cao su, Hùng Lê chỉ lựa chọn phân tích mã cổ phiếu PHR, DRC hoặc là một số các cái mã cổ phiếu cơ bản tốt. Thì trong cái sự lựa chọn hoặc là nhóm ngành xây dựng hoặc là một số các cái nhóm ngành khác thì Hùng Lê đã có một cái sự chắt lọc. Thì cái sự chắt lọc đó không phải chỉ đơn thuần là phân tích kỹ thuật mà Hùng Lê đã có những cái chắt lọc ở đằng sau đó mà Hùng Lê không thể hiện ra trên cái bản tin. Và ngày hôm nay thì Hùng Lê sẽ đưa ra một cái mã cổ phiếu, đó là mã cổ phiếu PAC, Aqui miền Nam. Thì PAC là một cái mã cổ phiếu mà nó về khá là cơ bản, về một cái ngành nghề khá là đặc thù, đó là chuyên sản xuất aqui để sử dụng cho xe máy và ô tô. Đó, thì cái ngành nghề này là gì? Nó cũng rất là thiết yếu và thực dụng ở trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta sẽ nhìn sang một cái yếu tố cơ bản. Hôm nay Hùng sẽ nói đến cơ bản cho các anh chị sẽ có được những góc nhìn về tại sao cơ bản tốt mà cổ phiếu lại không tăng giá, hoặc là cơ bản không tốt mà cổ phiếu lại tăng giá. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái dữ liệu trên trang Cà Phê App và chúng ta sẽ đây, công ty Aqui miền Nam. Thì điều đầu tiên chúng ta sẽ đi vào thông tin tài chính của Aqui miền Nam, đúng không? Trước khi mà chúng ta tiếp cận đến mức mã cổ phiếu thì đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái khối lượng niêm yết của cổ phiếu ở trên thị trường. Sau khi chúng ta xem cái khối lượng niêm yết xong thì chúng ta sẽ vào đâu? Chúng ta sẽ vào ban lãnh đạo và sở hữu. Thì ở đây những cái thông tin đầu tiên chúng ta phải xem là cổ đông lớn. Vậy thì chúng ta phải biết là một cái mã cổ phiếu nó muốn chạy được, nó muốn lên được và nó muốn đánh được thì cái cơ cấu cổ phiếu của nó phải cô đọng, tức là cái lượng cổ phiếu lưu hành ở trên thị trường nó phải là số bé. Đó, nó phải là số bé. Tại sao Vietcombank lại kéo đi nhẹ như vậy? Bởi vì là cái tỷ lệ mà cổ phiếu rơi vãi trên thị trường nó cực kỳ là ít. Đó, so với tổng cái khối lượng nó niêm yết. Và khi chúng ta tiếp cận đến cổ đông lớn thì đây chúng ta nhìn thấy là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang chiếm 51% cái tỷ trọng của PAC, và sau đó thì có các cái tập đoàn về Aqui miền Nam, các cái tổ chức về nước ngoài. Đó, vậy thì một cái mã cổ phiếu tốt là một cái mã cổ phiếu mà thứ nhất nó là phải cơ cấu cổ đông nó phải cô đặc, và cái thứ hai nữa là có các cái tổ chức lớn nắm giữ, đặc biệt là các cái tổ chức nước ngoài. Đó, vậy thì sau khi mà chúng ta tiếp cận đến cái khối lượng cổ phiếu niêm yết trên sàn, chúng ta tiếp cận đến cái cổ đông lớn rồi thì chúng ta sẽ xem những cái yếu tố gì tiếp theo. Đó là yếu tố về lịch sử, về cổ tức và chia thưởng. Thì đặc biệt Hùng Lê quan tâm đến những mã cổ phiếu mà chia cổ tức bằng tiền. Hùng Lê không thích những cái doanh nghiệp mà chia cổ tức bằng giấy, bằng cổ phiếu. Thì hiểu nôm na là chia cổ tức bằng cổ phiếu thì là coi như là chia giấy. Mà Hùng Lê sẽ rất thích những cái doanh nghiệp mà trả cổ tức bằng tiền mặt. Và cái cổ tức đó duy trì đều đặn qua hàng năm. Thì chúng ta thấy rằng là đây, chúng ta nhìn thấy là đó, cổ tức của cái mã PAC, đúng không? Thì gần như là trả cổ tức bằng tiền mặt và một cái mức nó cũng khá là ổn định. Ví dụ như năm 2017 của chúng ta là chúng ta có đây, chúng ta xem 3 năm gần nhất đó là khoảng trên 18 cho là 20, khoảng 30, chưa gần được 30%, đúng không? Bằng tiền mặt. Năm 2018 thì chúng ta thấy một cái tỷ lệ cổ tức nó khá là cao bằng tiền mặt, đó là 77, 14, 15, 45% bằng tiền mặt, và năm 2019 thì là hiện tại là có 20% bằng tiền mặt. Đó thì cái tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt nó khá là đồng đều. Sau khi mà chúng ta xem xong cái đó thì chúng ta sẽ xem đến cái thông tin cơ bản, đó là thông tin về tài chính. Ở thông tin về tài chính thì hôm nay cũng sẽ không nói sâu đến cái việc là chúng ta đọc báo cáo tài chính, nhưng chúng ta sẽ đọc những cái thông số khá là cơ bản, đó là theo năm. Thì chúng ta sẽ quan sát 4 năm gần nhất, đó là từ năm 2016 đến năm 2019 thì chúng ta sẽ xem những cái gì? Thứ nhất là tốc độ về tăng trưởng về doanh thu. tốc độ tăng trưởng với doanh thu xong thì chúng ta sẽ phải xem về cái giá vốn bán hàng, tức là đôi lúc ông tăng trưởng về tốc độ doanh thu nhưng mà cùng với đó thì cái tăng trưởng về giá vốn bán hàng nó tăng lên thì lợi nhuận của ông coi như không đổi đó. Vậy thì sau đó thì chúng ta sẽ xem là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ nó có tăng trưởng theo thời gian hay không. Thì hôm nay Hùng sẽ đưa các anh chị nhìn thấy là một cái nghịch lý của cổ phiếu như sau. Năm 2018, xin lỗi cả nhà, năm 2016 lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 187 tỷ và đến năm 2017 lợi nhuận này bị sụt giảm xuống 135 tỷ. Tức là nếu chúng ta xét về yếu tố cơ bản của cổ phiếu thì như thế nào ạ? Cổ phiếu doanh nghiệp đang xấu đi. Đúng không? Doanh nghiệp đang xấu đi và nó đang bị một cái lý do vô hình nào đó làm ăn kém đi. Nhưng chúng ta hãy nhìn trên cái đồ thị của cổ phiếu. Đây là tháng 1 của năm 2016. Và đây là kết thúc của tháng 12 của năm 2016. Sau đó đến đây là kết thúc của năm 2017. Thì chúng ta thấy rằng là trong năm 2016, đúng không? Trong năm 2016 tổng lợi nhuận của cổ phiếu là một lợi nhuận của cái doanh nghiệp này 187 tỷ. Trong khi trong 2017 chỉ có 135 tỷ. Vậy mà sao? Vậy mà trong năm 2017, đây xin thưa với các anh chị là tháng 1 2017 giá của cổ phiếu PAC nó có khoảng 27.5 và đến giữa tháng đây cứ cho là gần đến kết thúc của năm 2018 thì cổ phiếu này tăng lên 45.000 một cổ phiếu. Vậy thì điều gì cơ bản không tốt nhưng tại sao cổ phiếu lại tăng từ 25.000 lên đến 45.000 một cổ phiếu? Thứ nhất, Hùng Lê chứng minh cho các anh chị thấy rằng là lợi nhuận sụt giảm nhưng cổ phiếu tăng. Ok chưa ạ? Ý thứ nhất. Tiếp tục chúng ta sẽ nói đến câu chuyện này. Đến năm 2018 lợi nhuận 157 tỷ và đến năm 2019 lợi nhuận 166 tỷ. Vậy thì chúng ta thấy rằng là năm 2016 187 tỷ với 166 tỷ thì Hùng Lê cho là xem nhau. Tức là từ 135 tỷ mà lên 166 tỷ, tức là doanh nghiệp phải đang tốt lên. Và đầu năm 2019 thì chúng ta nhìn thấy diễn biến của cổ phiếu PAC như nào? Đây, xin thưa với các anh chị là đầu năm 2019 PAC có giá khoảng 35.000 đồng một cổ phiếu. Và kết thúc năm 2019 ra báo cáo tốt, đúng không? Tốt đúng không? Doanh thu tốt, lợi nhuận tốt nhưng giá cổ phiếu rơi về đến 25.000 đồng một cổ phiếu. Và sâu nhất xin thưa với các anh chị là rơi về 15.000 đồng một cổ phiếu. Như vậy là mất khoảng 20.000 đồng trên một cổ phiếu từ năm 2019. Và chúng ta mất một cái lợi nhuận của cổ phiếu, tức là lỗ khoảng tầm 57%. 57 Hùng chưa chia nhưng khoảng tầm 57%. Vậy thì chúng ta có những cái sự so sánh là gì? Đó, kết quả kinh doanh tốt nhưng tại sao cổ phiếu giảm? Hoặc ngược lại trong năm 2017 kết quả kinh doanh của PAC bi đát như vậy, sụt giảm như vậy nhưng cổ phiếu lại có cái sự tăng trưởng. Vậy thì cái điều gì làm nên cái sự tăng trưởng của cổ phiếu ở đằng sau đó? Đó, ngoài cái việc cơ bản ra chúng ta phải có cái sự phân tích về kỹ thuật để chúng ta lựa chọn những cái điểm nhấn, những cái điểm vàng về mặt phân tích kỹ thuật. Và cổ phiếu muốn đi được, ngoài doanh nghiệp tốt, đằng sau nó phải có đội lái, đội nhóm, các cái thế lực gọi là tạo lập thị trường, tạo lập cổ phiếu để đưa có những cái câu chuyện, có những cái game show, để có những cái bài báo, tức là lại hiểu nôm na là gì, tức là phải tạo sóng cho cổ phiếu, tạo những cái tin tức cơ bản cho cổ phiếu, tạo những cái ví dụ như là quỹ này quỹ kia chuẩn bị mua hay vân vân, mua cổ phiếu quỹ vân vân. Thì đấy là những cái câu chuyện về thị trường mà ngày hôm nay nhân tiện cái comment của bạn này, bạn ấy bảo là Hùng Lê không có phân tích cơ bản, thì xin thưa với bạn là Hùng Lê có phân tích cơ bản, tất cả những góc nhìn của Hùng Lê đều đã được gọt rũa. Chỉ có điều là Hùng Lê không nói lên ở trên những cái bản tin phân tích kỹ thuật, và vì chúng ta chỉ có 1 tiếng 30 phút để nói về toàn cảnh về thị trường, toàn cảnh về doanh nghiệp và những cái phân tích nhận định của Hùng Lê như vậy thì chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta đi phân tích chuyên sâu một cái mã cổ phiếu. Còn sau này Hùng sẽ có một cái clip, một cái video sẽ đưa phải giúp anh chị chúng ta có được những cái phân tích định giá về doanh nghiệp Tức là chúng ta sẽ biết được là giá trị cổ phiếu ở trên thị trường là A đồng, nhưng giá trị thực của doanh nghiệp nếu như nó bị phá sản hoặc nếu như chúng ta bị đâu đó một cái gì đó thì cái giá trị thực của nó là bao nhiêu, và từ cái giá trị thực đó thì chúng ta mới có được những cái góc nhìn vân vân để chúng ta có được cái góc độ đầu tư trung hạn, dài hạn hay là đầu tư lướt sóng. Ok, chúng ta kết thúc câu chuyện này ở đây. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi view tổng quan toàn bộ thị trường và Hùng Lê sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ nói đến VIX. Ở cơ bản trong giai đoạn hiện tại của VIX thì Hùng đã có phân tích rồi. Cái điểm xanh này chính là cái điểm mà Hùng Lê đã đánh dấu là cái điểm mà bản tin phân tích về video số 101. Thì hiện tại VIX không có gì thay đổi, cơ bản là vẫn đang đi ngang ở một cái nền tích lũy khoảng 90 đến 92. Dòng tiền tiếp tục suy giảm cho thấy rằng những yếu tố tạo lập khả năng là sẽ VIX tiếp tục đi ngang thôi, chứ chưa có những cái động lực lớn, và cơ bản thì sẽ ở cái vùng từ 90 đến vùng 100. Vinhome, bản thân Vinhome thì Hùng Lê có một cái ngưỡng phân tích ở đây, đó là cái ngưỡng cản của Vinhome, đó là vùng 70. Thì hiện tại là suốt 3 tuần thì Vinhome chưa có vượt được cái vùng này, và chính vì vậy nên Vinhome đã quay lại test lại cái vùng ở đây, vùng hỗ trợ là vùng 65. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là hai phiên kết tuần thì Vinhome đã bị bán khá là mạnh. Vinhome bị bán khá là mạnh, mặc dù là cái kết quả kinh doanh đang ra những kết quả kinh doanh khá là tốt, và với những cái động thái bán mạnh của Vinhome như thế này thì Vinhome sẽ lùi về, khả năng là sẽ lùi về. Đầu tiên nó sẽ là khoảng mốc 60, và chúng ta sẽ xem cái mốc 60 này của Vinhome có giữ được hay không. Nhưng mà về cơ bản là những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại trong ngắn hạn của Vinhome là xấu, khi mà tín hiệu MACD thì cũng đang có xu hướng là chuyển từ cái trạng thái cân bằng và sang cái xu thế giảm giá. Tín hiệu dòng tiền thì cơ bản là sẽ có thể đạt về khoảng âm 20, thì Vinhome là như vậy. VRE thì Hùng đã có những cái phân tích về mặt kỹ thuật ở một cái sóng lên đâu đó khoảng từ vùng 20.5, và Hùng phân tích lên đến tận cái mục tiêu kỳ vọng đạt 24, từ 24 thì đâu đó lên khoảng vùng 27, 26.5 đến vùng 27, và vượt vùng 27 thì Hùng Lê đang kỳ vọng một cái target 3x, nhưng là đến cái vùng 27.2. thì ở đây đấy chính là những cái dấu hiệu mà suy yếu của cổ phiếu, tức là sau một cái thời gian mà VRE đi lên rất là mạnh thì đến một cái đoạn đi ngang. Đi ngang như thế này thì nó thể hiện cái gì, tức là tại thời điểm này là cái lực cầu nó không đủ mạnh nữa, và cái vùng này cũng là cái vùng kháng cự mạnh, tức là vùng 26, 27, thì đây là những vùng mà chúng ta có thể canh chốt được từ những cái điểm mua khuyến nghị của Hùng Lê rất là thấp ở dưới này. Thì sau khi mà cổ phiếu chốt xong thì Hùng Lê đã dò tìm cái vùng giá mục tiêu của VRE khoảng vùng 23 đến 23.5, và sâu hơn thì có thể là vùng 22. Thì đến tại thời điểm hiện tại Hùng đang nhìn thấy rằng là những cái tín hiệu mà VRE đang có những cái dấu hiệu tạo nền ở quanh vùng 23. Thì tại vùng này thì Hùng bắt đầu khuyến nghị nhà đầu tư của chúng ta sẽ bắt đầu bắt thăm dò, có nghĩa là chúng ta sẽ vào khoảng tầm độ tùy cái quản trị tài khoản của các anh chị mà chúng ta có thể vào từ 20 đến 30% ở quanh vùng 23. Thì trong 20 đến 30% đó thì chúng ta có thể có những cái điểm mua ở vùng 231, 232, có những điểm mua ở vùng 23 và có những cái điểm mua ở vùng 22.5. Tức là ở chúng ta chia nhỏ, tức là cái điểm 23 là cái mặt phẳng thì chúng ta sẽ lấy cộng trừ 0.5. Đó, thì để chúng ta chia nhỏ những cái điểm mua đó để chúng ta mua được tổng cái lượng mua gom của chúng ta, những cái điểm mua vị thế khoảng 20 đến 30%, và chúng ta chờ cổ phiếu về đến tài khoản. Sau về đến tài khoản xong thì chúng ta sẽ quan sát tiếp là ở vùng 22.5 VRE tích lũy thành công thì như vậy, và có một cái phiên nào đó mà cầu của VRE đạt khoảng tầm từ 4,5 triệu đến 5 triệu cổ phiếu và giá của VRE vượt lại vùng 24 thì chúng ta mở các cái điểm mua hết. Tức là chúng ta chỉ mua bình quân giá lên chứ chúng ta không mua bình quân giá xuống sau khi mà chúng ta đã có những cái điểm gom vị thế. Đó, một cái sai lầm lớn của nhà đầu tư là bình quân giá xuống vô tổ chức, vô kỷ luật, nhưng chúng ta có những cái điểm gom tốt rồi thì chúng ta sẽ rất là chủ động ở trong cái quá trình mà chúng ta sẽ phân tích tiếp theo. Cổ phiếu SAB thì không có gì cả. Đó, các anh chị nhìn thấy là những cái dự đoán mô phỏng về những cái đường đi của SAB của Hùng Lê đến vùng 180, và Hùng Lê có nói rằng là khi lên đến vùng 180 thì tạo lập thường kéo vượt thoát vùng 180 một tí, tức là sẽ lên khoảng vùng 185. Và đây cái hình mũi tên này, cái hình mũi cung này là thể hiện là cái cung nó có thể bo lên đến tận cái vùng này và sau đó thì sẽ xả. Và xả về đâu thì Hùng đã có những cái dự báo đâu đó xả về vùng 160, và ở phiên ngày thứ hai thì tuần này thì chúng ta sẽ quan sát xem ở vùng 160 này SAB có tích lũy được hay không. Nếu như vùng 160 này mà bị gãy thì như vậy là cổ phiếu này sẽ có những cái điểm tích lũy thấp hơn ở khoảng vùng 140. Còn nếu như mà vùng 160 này không gãy và lực cầu quay trở lại khoảng tầm độ 200.000 cổ phiếu và có một cái lực nhún lên ở đây thì như vậy là cổ phiếu này lại có xu hướng quay về vùng 180. Đó, thì phân tích kỹ thuật là gì? Chúng ta phải sử dụng các cái tín hiệu trong phiên, và tín hiệu về giá ở trong phiên, tín hiệu về khối lượng, các cái chỉ báo kỹ thuật cơ bản nhất để chúng ta có thể dự báo được, cái định lượng được cái xu hướng thị trường. Và những cái bản tin phân tích của Hùng Lê là những cái bản tin phân tích tuần, thì hàng ngày Hùng Lê sẽ có những cái phân tích cập nhật ở trên team VPS CSN01. Chính vì vậy nên là Hùng Lê mới mời các anh chị là chúng ta về đồng hành cùng với team của Hùng Lê để có được những cái cập nhật thường xuyên hơn trong ngày, để chúng ta có được những cái chủ động trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch. Ở Vinamilk thì trả cung nó hơi mạnh. Đó, bản thân Vinamilk ở trong phân tích định lượng của Hùng Lê đó là Vinamilk có cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 95.5 đến khoảng vùng 96. Và khi đánh vượt thoát được cái vùng 100 thì Vinamilk có xu hướng chạm về đầu tiên, đó là khoảng vùng 105 đến vùng 106, và mạnh hơn thì Vinamilk sẽ về đến khoảng vùng 110 và sau đó thì Vinamilk sẽ chỉnh lại. Thì trong tuần thì Vinamilk đạt được cái target cao nhất của chúng ta phân tích, đó là vùng 105, và sau đó thì những cái điểm này là những cái điểm lốc cáp khá là sâu, về cơ bản là khá là sâu, và điểm cuối tuần thì Vinamilk đã thủng cái vùng 100, tức là với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như vậy thì Vinamilk lại phải về nền. Đó, lại phải về nền, và về nền này thì chúng ta lại xem những cái yếu tố tạo lập của Vinamilk tại cái nền này như thế nào để chúng ta có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Và qua cái mô hình của Vinamilk này thì chúng ta cũng có được một cái bài học cực kỳ lớn, đó là gì? Đó là chúng ta nên lựa chọn những cái vùng hỗ trợ để chúng ta mua, thay vì việc là chúng ta mua những cái điểm mua break. Đó, những cái điểm mua break và những cái điểm đua theo giá xanh thì nó sẽ rất là nguy hiểm, sẽ rất là nguy hiểm. Vô hình dung, ví dụ chúng ta đua theo những phiên này thì T+3 về là chúng ta đã bị lỗ trong ngắn hạn. Thì có thể trong dài hạn thì có thể một vài tuần tới thì nó Vinamilk lại lên trả lại cái vùng này, nhưng mà chúng ta sẽ chịu những cái áp lực lỗ trong ngắn hạn như vậy thì chúng ta cũng sẽ tránh những cái điểm mua mà nó lưng chừng đồi, hiểu nôm na là lưng chừng đồi. Đối với VDC, những cái gọi là những cái gì mà nó khó khăn nhất của VDC về Covid, đúng không? Thì chúng ta cũng thấy rằng là nó đã thể hiện hết, và tất cả những cái báo cáo dự phóng về cái kết quả, cái bức tranh lợi nhuận quý 1 của tổng thể doanh nghiệp niêm yết ở trên sàn nói chung và của VDC nói riêng thì nó sẽ có một cái gam màu không được là tốt. Nhưng về cơ bản thì Hùng Lê có nhìn thấy được những cái trend đi về mặt kỹ thuật. Đó, những cái trend đi về mặt kỹ thuật, và đến thời điểm hiện tại là Hùng Lê đang kỳ vọng ở một cái target cuối cùng chạm vùng 120, và sau khi chạm vùng 220 thì nó sẽ có những cái điểm test tích lũy quay trở lại sâu ở khoảng vùng 110. Ở vùng 110 không gãy thì chúng ta sẽ có một cái điểm đánh đây, một cái điểm đánh đâu đó ở tọa độ bên này, công lại vùng 120 và mạnh hơn sẽ là ở khoảng vùng 130. Thì về mặt lý thuyết là cơ bản của VDC là xấu, nhưng về mặt kỹ thuật thì vẫn có những cái cơ hội để chúng ta có thể kiếm ăn được ở cổ phiếu này. Thế thì kiếm ăn được thì chúng ta cần phải có những cái điểm mà chúng ta mua ở những cái vùng, ví dụ như là vùng hỗ trợ đây khoảng vùng 111. Đó, vùng 111 hoặc là vùng 110 thì khả năng là cổ phiếu sẽ vòng lại đây và vòng tích lũy lại đây. Thành công thì như vậy là cái cơ hội để đánh chạm vùng 120 và sau đó vậy mạnh hơn sẽ là vùng 130. Hùng sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu HVN. HVN là một cái mã cổ phiếu của ngành hàng không. Thì Hùng Lê đã có những cái phân tích về mặt kỹ thuật ở vùng 25, sau đó thì những cái định lượng ở vùng 28. Thì cả hai cái vùng định lượng này của Hùng Lê thì gần như là đã đạt về mặt kỹ thuật, và từ vùng 28 thì Hùng Lê dự phóng những cái điểm chỉnh về mặt kỹ thuật ở khoảng vùng 25.5 và không gãy ở vùng 25.5. Lực cầu quay trở lại và công vượt thoát được vùng 28. Đây, những mũi tên chỉnh này, đấy là những cái vùng Hùng Lê đã dự báo về khoảng vùng 25.5, vùng 26. Thì cổ phiếu sẽ có xu hướng công lại vùng 128 lần 2, và cái vùng công lần này thì khả năng tạo lập sẽ đánh vượt thoát vùng 28 để đưa cổ phiếu HVN về khoảng vùng 32. Đấy là cái kỳ vọng của Hùng Lê về HVN. Còn nữa thì về mặt gọi là về mặt trend đi của cổ phiếu thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đây là những cái phân tích dự báo sớm về mặt cổ phiếu, và chúng ta sẽ chờ những cái kết quả và những cái phân tích của Hùng Lê. Nó mang những cái góc nhìn để cho các anh chị nhà đầu tư của chúng ta tham khảo đó, chứ không phải là Hùng Lê nói như thế là chúng ta mua rồi xong rồi chúng ta lại bảo là Hùng Lê nói sai hay như thế này. Bởi vì phân tích kỹ thuật Hùng Lê đã nói rồi, có đúng có sai, và chúng ta chắt lọc để chúng ta có được những cái gọi là loại bỏ đi những cái bất thường để chúng ta có thể đưa được đến những cái về mặt trend sóng kỹ thuật nó tốt nhất. Về BVH thì BVH gặp khó ở vùng 50, và chúng ta thấy rằng từ những cái điểm phân tích sớm của Hùng Lê ở đây dự kiến về được vùng 50, và chúng ta thấy rằng khá là vất vả, và khi chỉ cần gần chạm vùng 50 thì cổ phiếu này lại có những nhịp chỉnh. Và cái vùng hỗ trợ của BVH ở trong ngắn hạn khoảng vùng 42.5 đến vùng 43.5, và khi mà cổ phiếu với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại, dòng tiền thì đang có khả năng là bị suy yếu, thì cái tín hiệu tăng mạnh của BVH trong tuần tới nó sẽ chưa có. Những cái điểm test kỹ thuật của BVH ở quanh vùng 44 45, chúng ta sẽ chờ để cổ phiếu này test tích lũy thành công ở vùng này và lực cầu quay trở lại, thì khi đó Hùng Lê sẽ có những cái cập nhật tiếp theo của mã cổ phiếu BVH. Masan cũng đang gặp khó ở vùng 60. Chúng ta thấy rằng Masan mãi không vượt thoát được vùng 60 MSN. Đó, chúng ta thấy rằng là trong những cái kịch bản phân tích của Hùng Lê từ vùng 48.5 chạm vùng 55-56 và sau đó chạm vùng 60, thì chúng ta thấy rằng một cái cản của Masan trong ngắn hạn ở vùng 60 khá là mạnh, và hiện tại thì đã mất khoảng tầm độ 2 tuần, tính cả tuần này nữa là 3 tuần, và cổ phiếu này không vượt thoát được thành công. Với những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì cơ bản tuần tới thì Masan sẽ có thể tích lũy đi ngang ở quanh vùng 57 đến vùng 58 với một cái tín hiệu dòng tiền yếu. Tín hiệu này tích lũy xong và Masan sẽ cần một phiên khoảng giao dịch khoảng 4 triệu cổ phiếu một phiên, và giá vượt khoảng vùng giá 61, tức là có một cây nến xanh ngồi hẳn lên. Đó, và sau đó thì lực cầu tiếp tục duy trì khoảng tầm 3 đến 4 phiên ở mức khoảng 3,5 triệu đến 4 triệu cổ phiếu. Thì như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái đường đi tiếp theo của Masan ở khoảng vùng 65, vượt 65 thì chúng ta sẽ có ở những cái target cao hơn ở vùng 70. Thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái phân tích tiếp theo cập nhật. Còn về cơ bản tuần tới thì Hùng Lê sẽ phải chờ thêm tín hiệu của Masan của phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 để chúng ta có thêm định lượng. MWG, bản thân MWG thì cũng là một cái doanh nghiệp mà chịu những cái tác động cực kỳ lớn của dịch Covid. Trong phân tích định lượng của Hùng Lê đó là sau khi mà đạt được ở vùng 76 thì Hùng Lê tiếp tục có những cái kỳ vọng là MWG sẽ tiếp tục đánh về khoảng vùng 90. Trên thực tế thì ở đây đạt được cái mức cao nhất ở khoảng vùng 85, tức là còn cách cái vùng kỳ vọng của Hùng Lê khoảng 5.000 nữa. Với những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của MWG sẽ có những cái xu hướng test chỉnh lại, và Hùng Lê theo những cái nhận định của Hùng Lê thì khả năng là sẽ không chạm sâu, tức là sẽ không chạm lại ở vùng 76 mà đâu đó sẽ ở khoảng vùng 80 đó, đâu đó ở sẽ khoảng vùng 79-80 ở trên này. Và chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái động thái của MWG sang phiên ngày thứ hai. Nếu như MWG vẫn tiếp tục duy trì ở trên mốc 80 và cái thanh khoản của MWG đạt khoảng tầm 1,5 triệu cổ phiếu, thì như vậy là cái cơ hội để đánh về vùng 90 là còn, và sau khi mạnh hơn đó sẽ là vùng 100 thì Hùng sẽ tiếp tục cập nhật sau. Với những tài khoản mà chúng ta đang nắm MWG thì chúng ta cứ nắm giữ và chúng ta tiếp tục quan sát cái động thái vận động của MWG ở quanh vùng giá 9, quanh vùng giá 80. Cổ phiếu PNG cũng đang gặp cản khó ở vùng 60. Và cái vùng này cũng là cái vùng mà phân tích định lượng. Hiện tại với những cái tín hiệu kỹ thuật của PNG, dòng tiền tiếp tục cắm xuống, và như vậy là cái vùng 60 này rất là khó khăn, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là 3 tuần cũng hoàn toàn tương tự như Masan. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như vậy thì PNG có thể tuần này sẽ kiểm tra lại ở mốc 55, tích lũy thành công ở mốc 55, và sẽ có thêm 1 đến 2 phiên ở đây để tích lũy nền để có những cái tín hiệu tiếp theo. Còn gãy, nếu như PNG gãy ở mốc 55 thì như vậy là cái xu hướng để PNG lại test lại vùng đáy 45 lần 2 là rất là cao, thì chúng ta sẽ phải chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo để chúng ta xem xét cái sự vận động của PNG ở quanh vùng giá 55. mã cổ phiếu Bình Minh. Bình Minh thì là nó có một cái mô hình khá là kinh điển trong cái việc mà chúng ta đi phân tích kỹ thuật. Thì nó kinh điển như thế nào? Có nghĩa là Bình Minh thì Hùng Lê đã có những cái phân tích ở đây, và đến tại thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đang nhận thấy là những cái phân tích và những cái cách nhìn nhận đánh giá của Hùng Lê về mã cổ phiếu Bình Minh này khá là sát. Sau khi Bình Minh hoàn thành cái việc ở khoảng vùng giá 45 thì Hùng có đề cập đến việc là khả năng tạo lập sẽ kéo vượt thoát ở vùng 45 và sau đó sẽ có một cái nhịp đạp ở đây. Nhịp đạp này nó sẽ chỉnh về đâu đó khoảng đâu vùng giá 44, khoảng vùng giá 44 và tích lũy lại thành công và vượt thoát lại được cái vùng 45. Ở đây thì PNG sẽ có những cái Bình Minh sẽ có những cái nhịp thoát nền, và như vậy là chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái lực cầu đã bắt đầu quay trở lại Bình Minh. Thì đây là một cái mô hình trong phân tích kỹ thuật khá là kinh điển, với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì như vậy là Bình Minh đã hoàn toàn thoát khỏi những cái kênh cản ở đây, và cái đích đến tiếp theo của Bình Minh có thể đánh chạm vùng 50.551 đến khoảng vùng 52. Tín hiệu hiện tại của Bình Minh thì đang rất là khỏe, khi mà tín hiệu MACD khá là đẹp, tín hiệu dòng tiền cũng đang đẹp. G, mã cổ phiếu G, cơ điện lạnh, một mã cổ phiếu blue chip khá là già cỗi. Vùng tích lũy của G ở đây là vùng 29.30, biên trung bình 29.5. Về tín hiệu kỹ thuật hiện tại của G trong cái thời điểm hiện tại là dòng tiền nó không ổn định, và chính vì dòng tiền nó không ổn định nên là chúng ta nhìn thấy những cái nhịp đi của G nó khá là khó chịu, và gần như là Hùng Lê cũng không có khuyến nghị chúng ta đầu tư, bởi vì là một là chúng ta mua thì chúng ta bắt buộc của chúng ta phải chọn những cái điểm 29.5 hoặc là những cái điểm ở vùng 29 để chúng ta mua thì may ra chúng ta mới có lợi nhuận, còn chúng ta đua theo những cái điểm lưng chừng ở trên này thì nó cũng sẽ rất là khó để tìm kiếm lợi nhuận, bởi vì là dòng tiền nó không ổn định và những cái tín hiệu kỹ thuật đi của cái mã cổ phiếu G thì nó khá là rời rạc. Chính vì vậy nên là chúng ta thấy rằng là nó giống như một cái trận đánh, và nếu như một cái trận đánh lớn là những cái đường đi nó phải rất là mềm mại, dẻo dai, nó rất là tinh túy, còn những cái trận đánh nó chỉ đi những cái nhịp bé thì mình nhìn qua là mình biết ngay cái mức độ lỏng lẻo thì chúng ta sẽ khó để chúng ta có thể kiếm ăn được, nôm na nó hiểu như vậy. FPT thì cũng không có cái gì, những cái định lượng gì mà nó thay đổi cả. Đó là Hùng Lê vẫn đề cập đến cái vùng 52, đó là cái vùng kháng cự mạnh của FPT, và khả năng thì nó cũng giống như cái cách mà Hùng Lê nhận định, đó là FPT có thể là cái lực cầu nó sẽ kéo vượt thoát ở cái vùng 52 lên một tí, ở cái nhịp lên vùng 53, 54, và ở cái vùng này thì phân phối, và bản thân thì ở những cái điểm mua của FPT ở thời điểm hiện tại thì Hùng Lê không còn có khuyến nghị nữa, và chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt với FPT. Thêm một mã cổ phiếu về ngành công nghệ Hùng sẽ phân tích luôn, đó là DGW. Thì Hùng Lê đã có rất nhiều đề cập đến cái yếu tố tạo lập của mã cổ phiếu này, đó là gì? Đó là đội đánh thì thường đánh hình chữ V. Nhìn lại những cái lịch sử tạo lập ở đây, các anh chị có thể thấy là khi mà cổ phiếu lao dốc rất nhanh và sau đó thì hồi phục rất nhanh, và những cái kiểu đánh hình chữ V đây cũng là một chữ V, tiếp theo đây cũng là một cái chữ V rất là dốc. Thì khi mà cổ phiếu Bình Minh, khi mà DGW rơi về đây và nó có những cái điểm tích lũy ở vùng 18 đến vùng 20, thì Hùng Lê có phân tích nhịp thứ nhất, đó là đánh chạm vùng 24, vùng 22.5. Sau đó thì có những cái nhịp chỉnh về đâu đó sâu nhất ở khoảng vùng 21 đến vùng 21.5, thì tiếp tục có một cái target tiếp theo ở vùng 24. Ở vùng 24 có những cái điểm mà test kỹ thuật ở đây thì sẽ kéo cái nhịp cuối cùng của DGW, đó là vùng 26. Thì những cái điểm mua của DGW thì gần như cũng không còn nữa, và Hùng Lê cũng trong team thì một số các tài khoản đang có cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ canh ra hàng ở khoảng vùng 26 ở đấy, đến vùng 26 cộng của chúng ta ra hàng là coi như là cũng là đẹp rồi. Và sau khi ra hàng xong thì chúng ta lại chờ những cái điểm kỹ thuật ở dưới này, bởi vì cái cổ phiếu này đánh đấy, các anh chị nhìn thấy những cái hình chữ V rất là đẹp, và nếu như chúng ta thuần và chúng ta quan sát kỹ được những cái động thái vận động của cổ phiếu, thì những cái động thái vận động này nó là cái gì? Nó chính là tạo lập, nó chính là những cái con cá mập nó đứng đằng sau, nó chính là những cái bàn tay vô hình không ai nhìn thấy cả nó, và chúng ta chỉ có cách là chúng ta lăn lộn ở trên thị trường nhiều năm rồi chúng ta nhận diện được những cái bàn tay đó, khi nào thì nó đánh cổ phiếu lên thì chúng ta sẽ đi theo, gọi là bơi theo để kiếm một gọi là tí, nhưng còn chúng ta dòng tiền của chúng ta thì nó sẽ không đủ sức để mà kéo cổ phiếu lên đâu. Novaland Novaland thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng trong cái thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy là những cái dòng tiền này thì là dòng tiền của tạo lập thôi, đang có những cái điểm đánh của Novaland, và cái vùng hỗ trợ, vùng có thể mua được đó là khoảng vùng 51.3 có thể mua được, và cái vùng kỳ vọng ở vùng 56. Những cái điểm đánh này thì rất có thể sắp tới sẽ Novaland sắp tăng rồi đấy, khả năng là cũng nhịp này Novaland cũng đang có cái xu hướng đánh lên, thì chúng ta sẽ chờ. Và nếu mà cái vùng 51 này, 51.3 mà khó quá thì ở đây này các anh chị có thể nhìn thấy cái vùng này đúng không ạ, vùng 52 này đó, vùng 52 mua thoải mái 52. Nhưng mà cổ phiếu này thì không khuyến nghị đầu tư các anh chị nhé, ai thích mua thì mua. Ok, chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành dầu khí. Thì chúng ta cũng biết rằng là thời điểm hiện tại giá dầu ở trên thế giới nó đang có những cái biến động rất là bất thường. Một cái nghịch lý mà có thể đưa chúng ta đến một cái câu chuyện nó nghe nó vô lý, đó là chúng ta mua xăng thì chúng ta còn được tiền, tức là bản thân là lợi nhuận âm đó, các công ty khai thác dầu khí thì nó sẽ lợi nhuận âm. Thì Hùng Lê nhìn nhận cái cục diện của cái câu chuyện này nó sẽ như thế nào, tức là gì, sẽ không có cái câu chuyện là người dân đi mua xăng được thêm tiền, mà trong một cái cuộc chiến sinh tồn của các doanh nghiệp và các tập đoàn lớn ở trên thế giới thì sẽ có những doanh nghiệp sẽ phải phá sản đó. Và sau một, người ta bảo là sau một cái trận bão, sau một cái cơn lốc, hoặc sau một cái gọi là cái tàn phá, thì những cái gì sống sót lại được thì nó lại hồi phục lại được đó. Vậy thì sau một cái cuộc chiến về giá dầu, nó sẽ có sự thanh lọc về mặt các công ty, các tập đoàn lớn và các nước. Và sau đó thì cái dịch Covid nó được khống chế, và cái nhu cầu đi lại và các cái vận tải nó sẽ bắt đầu được set up lại dần dần, thì cái việc mà nhu cầu về giá xăng, nhu cầu về sử dụng xăng dầu nó sẽ tăng dần lên. Và Hùng nghĩ rằng là ở một cái thời điểm nào đó nó sẽ có một cái sự bão hòa, và sau cái sự bão hòa đó là một cái chu trình về việc tăng giá. Bởi vì bản thân là các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới và các cái tập đoàn lớn thì không ông nào muốn là mình chịu thiệt cả, và sẽ đến một cái lúc nào đó và các cái tổ chức này cần phải bắt tay lại với nhau để đưa cái mặt bằng giá dầu về những cái điểm nó hợp lý hơn. Chứ còn không có cái câu chuyện là các công ty khai thác dầu mỏ xong lại bị lợi nhuận âm, và người tiêu dùng của chúng ta đi mua xăng lại còn được tiền, thì Hùng nghĩ là cái câu chuyện đó nó không có. Ok, đấy là một về mặt suy luận logic. Còn về chúng ta sẽ đi phân tích về nhóm ngành dầu khí. Thì bản thân là khi mà Hùng Lê phân tích và định lượng thị trường, thì Hùng trong cái bản tin video số 100 thì 101 thì Hùng đã có những cái dự báo về việc nhóm banh và nhóm dầu khí. Tuần mặc dù chỉ giao dịch 3 phiên thôi, nhưng mà Hùng đã dự báo về việc là cái nhóm này nó sẽ ổn định trở lại, nó sẽ ổn định trở lại và nó sẽ tích lũy trở lại. Thì đối với GAS ở trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê nhìn thấy ở cái vùng hỗ trợ khoảng vùng 60-61 ở đây. Trong những cái nhịp phân tích này thì về đến đây là GAS đã không gãy, thì bắt đầu đến ở trong cái tuần vừa rồi thì gần như là GAS đã về chạm đây, và cũng đang nhìn thấy rằng là cái dòng tiền đang có xu hướng đi ngang, và sẽ có 1 đến 2 phiên nữa, tức là phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 tuần tới thì nhóm dầu khí sẽ có được những cái sự ổn định trở lại. Sự ổn định trở lại này sẽ giúp GAS, tức là bây giờ GAS là đang chưa có những cái động lực lớn, thì GAS sẽ có một cái biên đi ngang. Hùng Lê cứ cho tạm gọi là đi ngang từ vùng 60 cho đến vùng 70. Và khi một trong những cái yếu tố kỹ thuật bị phá vỡ, tức là ví dụ như GAS vượt thoát vùng 70, thì khi đó chúng ta sẽ có những câu chuyện đằng trên này. Còn nếu như GAS vẫn chưa phá được vùng 70 hoặc là chưa bị gãy ở cái vùng 60, thì nói chung ông cứ đi ngang, đi vòng vo như này, và cứ đi đến lúc nào ở cuối con đường, và cuối con đường đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Về cơ bản là nhóm ngành dầu khí, Hùng Lê định lượng vùng 60 đến vùng 61.5 là vùng hỗ trợ mạnh của GAS, và khả năng khi chạm về đây thì GAS sẽ có những lực bật hột trở lại, và kỳ vọng GAS sẽ đánh chạm lại vùng giá 70. PLX nó cũng là một cái bộ đi kèm với GAS, hai mã cổ phiếu này đi với nhau. Trong những phân tích định lượng của Hùng Lê thì Hùng đang kỳ vọng PLX ở vùng giá 45, và trong cái tuần trước thì nó đạt được ở vùng 44.1, tức là chỉ cách cái vùng Hùng Lê phân tích ở đây. Thì bản thân là khi Hùng Lê phân tích thì nếu có chạm được về 45 thì cổ phiếu này lại chỉnh tiếp, và chỉnh thì nó sẽ đập lại khoảng vùng 39. Từ vùng 39 này sẽ tích lũy ổn định trở lại và sẽ có những cái phiên cầu vượt thoát và sẽ đánh vượt lại vùng 45. Và cổ phiếu PLX có vượt được vùng 45 hay không thì chúng ta sẽ chờ các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Nhưng về cơ bản ở thời điểm hiện tại, Hùng đánh giá rằng vùng 39 nó khá là đẹp. Có mấy 4-5 phiên tích lũy ở quanh đây, và chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như là GAS thì PLX sẽ có 1-2 phiên đầu tuần tới nó sẽ ổn định lại ở trên vùng giá 39 đến vùng giá 40 và sẽ có những cái dấu hiệu để giúp cho chúng ta nhận biết. Ví dụ là lực cầu có thể đạt đến 2 triệu đến 2,5 triệu cổ phiếu, và PLX tiếp tục lấy lại ở vùng 43 đến vùng 44 ví dụ như vậy, thì như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành một cái mục tiêu của chúng ta ngắn ở đây là vùng 45, khá là đẹp. PVS, đối với PVS thì đây, những cái kịch bản mà chúng ta phân tích đến tại thời điểm hiện tại là vẫn đang nằm ở trong một cái tầm kiểm soát, tức là nó chưa bị phá vỡ cái phân tích của chúng ta. Chưa bị phá vỡ phân tích được hiểu như thế nào, đó là khi mà PVS có những cái nhịp kéo vượt thoát ở cái vùng khoảng vùng 12.1 và sau đó thì PVS sẽ có những nhịp chỉnh giảm nền ở đây. Và cái nền của PVS ở đây Hùng quan sát ở khoảng cái nền 11, như vậy là khá là khỏe các anh chị nhé. Phiên này cũng không bị gãy, và bây giờ đang ổn định ở khoảng vùng 11.6, và với việc là lực cầu thanh khoản của PVS đang có những cái phiên đi xuống rất là mạnh như thế này, thì đây là một dấu hiệu cực kỳ tốt, sau những cái điểm đánh lên và rũ hết sạch cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám theo cổ phiếu này. Và Hùng đang nhìn thấy là gì? Dòng tiền đang có những cái xu hướng tốt lên, đúng không ạ? Dòng tiền đang có những cái xu hướng tốt lên ở đây. Tín hiệu MACD thì hơi xấu một tí, nhưng mà cái biểu đồ tần suất thì khả năng sẽ thu về không, và sau đó thì sẽ cần thêm phiên thứ hai và phiên thứ ba để cho giúp cho cái gì? Để giúp cho PVS lấy lại được vùng 12. Đó, khi PVS lấy lại được vùng 12 và lực cầu duy trì ổn định khoảng 7 đến 8 triệu cổ phiếu, thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng một cái điểm đánh của PVS đó là khoảng vùng 14 đến vùng 15. Và cái kỳ vọng này của Hùng Lê không thay đổi cho đến thời điểm hiện tại, tức là kỹ thuật là PVS không gãy vùng 10.6 đến vùng 11 thì cái cơ hội mà đánh về vùng 14 là còn ngược lại, nếu như phá ở cái vùng 10.5 10.6 đây thì như vậy là chúng ta sẽ còn rất là nhiều thời gian để chúng ta có thể quay trở lại. PVD hoàn toàn tương tự như PVS, thì PVS và PVD là một cặp bài trùng với nhau. Hai cổ phiếu này thường chạy song hành với nhau, và những cái phân tích kỹ thuật của ông Lê tại thời điểm hiện tại là chúng ta thấy rằng là nó chưa bị phá vỡ. Có nghĩa là ngưỡng cản trước mắt của PVD đó là vùng 10, và cái vùng tích lũy nền, vùng hỗ trợ của PVD từ vùng 8 đến 8.5 thì hiện tại là chưa có bị phá vỡ ở đây. Và cái vùng hỗ trợ sâu hơn một tí đó là khoảng vùng 8.95. Thì phiên kết tuần của PVD đã lấy lại được cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng này. Và một cái điều cũng đáng nói nữa là trong cái thời điểm mà PVD bị giảm thì Hùng Lê cũng quan sát thấy, một là do những cái lực bán mạnh của nhà đầu tư nước ngoài, và cái lực bán giảm dần, và đây là một cái tín hiệu rất tốt của PVD. Và PVD cũng hoàn toàn tương tự như vậy, phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba sẽ ổn định trở lại khi mà Hùng đã nhìn thấy những cái dòng tiền bắt đầu có những cái tín hiệu đảo chiều như thế này. Và những cái tín hiệu này sẽ giúp cho Hùng Lê có thêm những cái định lượng. Đây chỉ là một cái chỉ báo kỹ thuật thôi, Hùng Lê sử dụng rất nhiều những cái chỉ báo kỹ thuật ở phía đằng sau này để Hùng có thể phân tích và nhìn nhận ở những cái góc độ nó tổng quan hơn. Thì về cơ bản ngắn hạn, Hùng Lê quan sát những cái tín hiệu dòng tiền. Thêm một cái bộ đôi đi kèm với nhau ở trong họ dầu khí, đó là POVK và thêm một cái mã cổ phiếu đó là POVK và OI. Thì đây cũng là một cái bộ đôi mà Hùng Lê đi kèm với nhau trong nhóm ngành dầu khí. Thì bản thân là sau những cái nhịp mà phân tích ở đây, các anh chị có thể xem dần qua lại những cái bản tin trước đây đó, và những cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích định lượng gần đây nhất đó là mục tiêu chạm về khoảng vùng 10. Về đến vùng 10 thì có thể test chỉnh lại một tí, và sau đó thì test chỉnh sâu nhất ở khoảng vùng 9.5, không gãy vùng 9.5 thì cái cơ hội tiếp theo của POVK sẽ đánh chạm vùng 11, và mạnh hơn của vùng 11 đó sẽ là khoảng vùng 12. Tuy nhiên là chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật hàng tuần để chúng ta có thể phân tích định lượng. Trên góc độ về kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng POVK hiện tại đang rất là đẹp về trend kỹ thuật rồi. Và cái mục tiêu ở vùng 11 thì theo như Hùng Lê nhận định thì sang thứ hai hoặc là phiên thứ ba tuần tới thôi thì POVK sẽ cán mốc 11, và từ cái mốc 11 này thì POVK có vượt thoát được cái vùng 11 hay không, hay là nó sẽ chỉnh kỹ thuật ở vùng 11 thì chúng ta sẽ quan sát tiếp để chúng ta có được cái target ở vùng 12. Và trong cái nhịp đánh này thì Hùng Lê đang kỳ vọng là cái không phải nó nằm ở vùng 12, tức là một cái mô hình kinh điển của trong phân tích kỹ thuật, đó là gì? Khi mà cổ phiếu nó lao theo đà thì nó sẽ lao vượt qua một tí ở khoảng vùng 12.5 và sau đó thì nó chỉnh lại, ở vùng 12, sau đó thì nó bắt đầu nó tiếp tục nó đánh một cái nhịp vượt thoát. Thì cái nhịp vượt thoát này là cái nhịp mà cổ phiếu sẽ chạy rất nhanh, tức là cổ phiếu chạy nước rút, và đoạn này thì rất nhiều những nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ lao đầu vào đây, thì những cái tay to bắt đầu nó sẽ sang hàng những nhà đầu tư nhỏ lẻ, và khả năng nó sẽ kết thúc ở đâu đó khoảng nhịp 15 đến 15.5 đến 16. Đấy là những cái dự báo sớm của ông Lê. Còn còn hàng tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích, và chúng ta nhìn thấy rằng là khi mà Hùng Lê vẽ như thế này thì chúng ta nhìn thấy nó có giống với cái mô hình của cái mã cổ phiếu Bình Minh Hùng phân tích không ạ? BMP. Đó, nó cũng là như thế này, tức là nó đánh vượt thoát qua, và sau khi vượt thoát qua cái mô hình kênh ở đây thì nó sẽ có những cái phiên chạy nước rút rất là nhanh đây. Và Bình Minh cũng như vậy, có thể sang tuần tới rất nhiều những nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ bắt đầu đua vào đây, và đua vào đây chính là bắt đầu mà chúng ta ăn phải những cái cú ra hàng của cổ phiếu. Đó, thế thì khi mà các anh chị về với team chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng thì chúng ta sẽ có được những cái phân tích định lượng như vậy, thì chúng ta sẽ tránh đi. Hùng Lê tin tưởng rằng là chúng ta sẽ tránh đi được những cái rủi ro. OI thì bản thân OI hiện tại cũng hoàn toàn tương tự POVK, vùng đánh giá rằng OI cũng đã có một cái nhịp chỉnh giảm khá là dài, và cái vùng mà Hùng đang dò tìm ở đây là khoảng vùng 6 đến vùng 7, và vùng trung bình của OI là vùng 6.6. Thì sau khi mà có những cái nhịp chỉnh giảm ở đây thì Hùng Lê đã những cái nhịp tăng ở vùng 8 thì Hùng Lê đã có dò tìm cho anh chị những cái vùng mà dự kiến ở đây nó khoảng ở khoảng vùng 7.2, khoảng vùng 7 vùng 7.2 đó, thì chúng ta thấy rằng là OI đã có những cái nhịp test rất là sâu. Đó, chúng ta không cần thiết phải đua theo những cái phiên giá xanh như này, hãy cứ để cho cổ phiếu chạy đi, không đi đâu mà vội. Chúng ta sẽ có những cái điểm test ở sau này rất là đẹp, và chính là những cái điểm sau này chính là những cái điểm mua vàng của cổ phiếu. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của OI thì Hùng Lê đang kỳ vọng một cái target đầu tiên của OI sẽ ở vùng 9, chạm 9 rồi thì nó cũng hoàn toàn POVK thôi, nó sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm kỹ thuật ở đây. Khi nào mà cổ phiếu về đến cái vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. Trong cái cặp bài trùng của nhóm ngành dầu khí thì chúng ta sẽ phân tích tiếp mã Đạm Cà Mau. Thì Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ, hai thằng này nó cũng đi kèm với nhau, tức là hiện tại thì hai mã này đang được hưởng lợi từ cái việc là khí đốt, những cái sản phẩm đầu vào của sản xuất nó đang khá là rẻ. Và đâu đó thì Đạm Cà Mau nó có một cái thông tin về thông tin về cơ bản, thì cái này thì chưa được kiểm định, nhưng mà khả năng là cũng sẽ có những cái gọi là có những cái sóng sánh của mã cổ phiếu này. Thì khi chạm đến vùng 8 thì Hùng Lê có cái mục tiêu chạm đến vùng 8 xong thì Hùng Lê có những cái đề cập có thể chỉnh về khoảng vùng 7.5 đến vùng 7, và trên thực tế thì có hai cây nến chỉnh ở đây, và sau đó thì cổ phiếu này lại kéo vượt thoát vùng 8. Với lực cầu khá là ổn định, và với một lực cầu khá là ổn định như thế này thì xu hướng ngắn là cổ phiếu này sẽ chạm vùng 9.5. thì những cái điểm mua ở trên vùng này thì Hùng Lê cũng không có khuyến nghị nữa, bởi vì là rõ ràng một điều là khi chúng ta mua về những cái vùng này thì nó cũng khá là rủi ro rồi, và chúng ta gần như là chúng ta cần tránh. Đạm Phú Mỹ thì cái cặp bài trùng thứ hai nữa nó cũng đi ở đây, thì sau những cái nhịp mà phân tích ở đây thì Hùng Lê có đề cập đến ở khoảng vùng 15.5 đến khoảng vùng 16, và Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích tạo lập ở đây, có nghĩa là sẽ có xu hướng kéo vượt thoát ở đây, và sau đó sẽ có những nhịp rũ và chỉnh chạm lại vùng 14. Về đến vùng 14 không gãy, thì chúng ta sẽ có những cái điểm tích lũy ở đây, và những cái điểm tích lũy xong thì chúng ta sẽ chờ ở những cái điểm tích lũy này lực cầu quay trở lại ổn định thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của Đạm Phú Mỹ ở đâu đó khoảng vùng 17, 18, thì khả năng về đến vùng này nó cũng sẽ là hết cái nhịp tăng. Nhìn trên cái biểu đồ phân tích thuần kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng sau một cái phiên ra hàng rất là mạnh ở đây thì đang có hai phiên lấp lại với lực cầu thấp, thì với hai phiên lấp lại lực cầu thấp này thì chúng ta phải cẩn thận ở trên góc độ là gì? Có thể tạo lập sẽ sau khi một phiên chốt mạnh như này thì sẽ có những cái dòng tiền gọi là dòng tiền hút lại một tí, để thứ nhất là giữ cái mặt bằng giá của cổ phiếu Đạm Phú Mỹ không bị giảm quá sâu, và có thể sau T3 thì một cái lực đạp tiếp nó có thể đạp gãy cái vùng, nó có thể đạp gãy xuống cái vùng 14 như này, thì như vậy là một cái dấu hiệu kết thúc của một cái nhịp này. Và với cái việc là Đạm Phú Mỹ bị mất cái vùng hỗ trợ 14 thì chắc chắn là cổ phiếu sẽ có những cái vùng tích lũy sâu hơn ở dưới này, tức là khoảng vùng 12, vùng 2.5. Thì chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật sau cái phiên hai phiên lỏng lẻo như thế này thì chúng ta phải rất là lưu ý. Dầu khí, Hùng sẽ xem nào. Dầu khí, trong tuần vừa rồi thì Hùng có đề cập thêm một cái mã cổ phiếu về nhóm ngành dầu khí khá là đẹp, đó là cổ phiếu PVS. Thì đối với PVS là nó đã có một cái nhịp đánh ở đây, những nhịp đánh chạm 4, và khi chạm 4 rồi thì Hùng Lê tiếp tục dò tìm cái vùng ở đây, nó khoảng vùng 3.26, 3.25 hoặc là thậm chí là có thể đến vùng 3.5 đi. Chúng ta dò tìm ở cái vùng đây thì trong cái biên này thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể là chúng ta 3.5 ở biên trên. Chúng ta hoàn toàn có thể dò tìm cái vùng mục tiêu ở trong cái biên này để chúng ta mua, với kỳ vọng là thứ nhất là phải đánh vượt 4, đánh chạm lại 4. Chạm lại 4 xong rồi thì có thể là chúng ta sẽ xem những yếu tố tạo lập ở vùng 4 để chúng ta xem là ở vùng 4 này có đánh vượt thoát được hay không, và đánh vượt thoát được thì chúng ta sẽ có một nhịp 2 chạm 5. Nhưng với những cái tín hiệu kỹ thuật của nhóm ngành dầu khí nói chung thì Hùng Lê hoàn toàn có thể kỳ vọng ở trong nhịp này có thể chạy từ vùng 3.5 đi, cho là biên trên đi. Rồi còn có thể là cái biên trung bình ở đây nó có thể đâu đó khoảng vùng 3.34, 3.35. 3.35 thì có thể kỳ vọng hoàn toàn là một cái nhịp đánh ở đây. Thì cổ phiếu PXS là một mã cổ phiếu nó khá là ok trong cái nhóm ngành dầu khí. Xong nhóm ngành dầu khí thì chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành ngân hàng. Đó thì hoàn toàn là trong cái phân tích định lượng là banh, Hùng Lê tiếp tục đánh giá banh sẽ có những điểm tích lũy nền. Sau những cái điểm tích lũy nền của banh thì sẽ có một sóng banh, kỳ vọng sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 sẽ có một sóng banh. Và chúng ta sẽ nói đến Vietcombank đầu tiên. Đối với Vietcombank thì tạo lập đánh cũng rất là đẹp. Nếu mà Hùng Lê nhìn thấy ở trên cái góc độ này thì rất là đẹp rồi. Đó là cái mục tiêu ở vùng 72 đã thành công, và sau đó thì những cái điểm test kỹ thuật, và đây là một cái phiên mà Vietcombank test sâu ở một cái phiên tạo lập về phái sinh, và phiên test sâu này thì cũng đưa Vietcombank về cái vùng hỗ trợ dài đây là vùng 65, và sau đó thì lực cầu tiếp tục lấy trở lại, và bây giờ hiện tại là đã lấp lại được cái vùng 67.5. Ở vùng 67.5 là cái vùng rất là quan trọng để giúp cho Vietcombank có thể hình thành một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây. Đầu tiên phải là đánh chạm vùng 72, và sau khi đánh chạm vùng 72 rồi thì sẽ kéo tiếp một nhịp lên vùng 80. Bản thân Vietcombank thì nó đi rất là nhẹ. Những cái điểm xả này nó chỉ là con muỗi thôi, con muỗi đốt inox thôi. Vấn đề là tạo lập đã muốn đánh chưa, hay là tạo lập muốn rũ hết cái lượng nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ ở trong cái thời điểm này để kéo lên một cái nhịp vượt thoát đi nhịp sau. Thì thường thường là gì, cái nhịp đầu này cái nhịp đầu này là rất nhiều nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ leo thao, gọi là lên tàu. Nhưng mà đến những cái nhịp thứ hai, những cái nhịp mà chạy bull, chạy gọi là chạy nước rút ở đằng sau, thì gần như là nó chỉ còn lại những cái dòng tiền tạo lập thôi. Đó, những cái dòng tiền tạo lập thôi, và nó kéo rất là nhẹ. Không phải lý do vì sao mà Vietcombank lại có thể kéo từ vùng 55 lên đến vùng 95 đâu. Đó, gần nhân đôi về tỷ giá, bởi vì ngay từ đầu cái clip Hùng đã chia sẻ rồi, ngoài doanh nghiệp tốt rồi, chúng ta phải xem ở trong cái doanh nghiệp đó nó có cái cơ cấu cổ đông như thế nào. Đó, chứ không phải cái việc là Hùng cứ phân tích kỹ thuật là cứ nhằm vẽ mấy cái nhăng, mấy cái cuội mà các anh chị nhìn thấy đây đâu, đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều các yếu tố ở đằng sau đó để chúng ta đưa được những cái góc nhìn tốt nhất về cổ phiếu và thị trường. Bản thân Vietcombank đã lấp lại được vùng 67.5, và Hùng Lê kỳ vọng tuần tới Vietcombank sẽ tiếp tục tích lũy ổn định ở quanh vùng 67 đến vùng 67.5, và kỳ vọng đầu tiên là phải chạm lại được, vượt thoát được cái vùng 72 đây. Tiếp theo đó là BID, nó cũng song trùng với cả Vietcombank. Thì về tạo lập là hoàn toàn hợp lý ở vùng 38, đó là cái vùng mà chúng ta đã kỳ vọng ở trong một nhịp 1, và chạm vùng 38 thì hai lần công nhưng công không thành công. Đây cũng là một cái nhịp công ở vùng 38 nhưng mà không thành công. Thì thường khi trong cái phân tích kỹ thuật và trong cái sự vận động cổ phiếu là khi chạm cái kháng cự mà nó không vượt thoát được thì nó lại về vùng nền, và cái nền của Vietcombank ở đây trong ngắn hạn, xin lỗi, BID là ở vùng 35, và Hùng Lê cũng đang nhìn thấy những cái dấu hiệu dòng tiền cạn cung ở đây, ở quanh vùng 35, và chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là BID sẽ tạo nền thành công ở vùng 35 và vượt thoát được cái vùng trước mắt ở đây, đó là vùng 38, và khi vượt thoát được vùng 38 rồi thì khi đó chúng ta sẽ có những câu chuyện tiếp theo của BID, những cái vùng target tiếp theo. Và Hùng Lê vẫn kỳ vọng là BID sẽ có một cái sóng chung với nhóm ngành ngân hàng ACB. Bản thân ACB thì trong cái giai đoạn này nó chưa có gì đột biến, tuy nhiên những cái điểm mà tích lũy nền ở quanh vùng 20 đến vùng 21 và điểm tích lũy nền ở vùng 20.5, đấy là cái biên trung bình, thì nó khá là đẹp, sâu nhất ở khoảng vùng 19, và chúng ta nhìn thấy rằng là nhóm ngành ngân hàng đang cạn cung, và sau một cái thời điểm mà đi ngang khá là xít như này thì sẽ có những cái tín hiệu để giúp cho ACB có thể vượt thoát nền 21, và chúng ta khi mà cổ phiếu này vượt thoát nền 21 thì Hùng Lê sẽ cập nhật những cái target tiếp theo. Còn về cơ bản là vẫn đang ở trong một cái nền tích lũy của ACB. MBB như thế nào nhỉ? Ok, về MBB thì tạo lập cũng rất là đẹp luôn, nó không có cái gì cả, và ở đây những cái điểm mà khi MBB giảm với khối lượng vôn khoảng 2 triệu đến 2,5 triệu cực kỳ đẹp. Ở MBB thì Hùng đã có cho các anh chị một cái view ở đây rồi, cái vùng kháng cự 17 ở đây, và MBB sẽ đánh chạm vùng 17, mà chưa công lại được thì sẽ có những cái điểm test tích lũy nền. Những cái điểm test tích lũy nền sâu ấy, nếu mà nền sâu tức là sẽ chạm về cái hỗ trợ ở cuối này sẽ là 15. Còn nếu mà không sâu thì nó sẽ ở khoảng vùng ở trên này, khoảng vùng 15.5, tức là cái biên hỗ trợ của MBB ở trong cái nhịp này nó ở biên 15.5 đến bên 15 đến đây này, thì Hùng vẽ thế này cho nó dễ, đúng không ạ? 15.5 để sau đấy là chúng ta phân tích theo hàng tuần cho nó dễ theo dõi. Đó, thì MBB cũng đang có những cái tạo lập rất là đẹp, và sau những cái điểm tích lũy này thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái phiên sau tuần tới, sau kỳ nghỉ lễ, những cái phiên mà MBB có những cái giao dịch đột biến khoảng từ 8 đến 10 triệu cổ phiếu một phiên, và giá của MBB tiếp tục ổn định trở lại thì banh đang rất là đẹp rồi. Những cái điểm mua của MBB các anh chị có thể lựa chọn, nó cân nhắc. Công thương thì không có gì phải bàn, bởi vì bản thân là các anh chị có thể nhìn thấy là CTG, một cái mật độ mà Hùng Lê cập nhật về CTG 4 ngày trước Công Thương, 4 ngày trước đó, những cái đồ thị, những cái phân tích 4 ngày trước của Công Thương, khi đó thì Công Thương mới ở khoảng vùng 18 thôi các anh chị, 18 đến 19, 18.5 đến vùng 19 đó. Và 5 ngày trước đi, 5 Công Thương đó, và 7 ngày trước thì Hùng đã đưa Công Thương, đây 7 ngày trước CTG đưa vào tầm ngắm quan sát dần ở vùng 18.5 đến vùng 19, xu hướng loanh quanh ở vùng này tích lũy, và sau đó thì đến khoảng 3 ngày trước, 4 ngày trước đâu đó Hùng có phân tích một cái mô hình về Công Thương đó, tức là những cái mã cổ phiếu tốt là gần như Hùng Lê đã cái mật độ mà nó xuất hiện ở trên room nó rất là nhiều. Thì vì sao chúng ta lại nói đến Công Thương, và tí nữa thì Hùng sẽ nói đến VBank. Thì bản thân Công Thương các anh chị có thể nhìn trong cái bản tin phân tích số 101 của Hùng Lê đó, số 101 của Hùng Lê thì Hùng Lê vẽ một cái mũi tên vàng đi ngang, và sau một cái mũi tên vàng đấy thì Hùng Lê vẽ một cái hình chữ nhật, đây các anh chị nhìn thấy không ạ? Và cái hình chữ nhật này chính là một cái điểm mà Hùng Lê có nói rằng khi mà cái tín hiệu kỹ thuật này xuất hiện thì đây chính là cái dấu hiệu để giúp cho chúng ta nhận diện rằng Công Thương bắt đầu có một cái sự phục hồi. Và những cái mô hình mà Hùng Lê mô phỏng ở đây cách đây trong cái bản tin video tuần trước, tức là 3 ngày trước, đúng không ạ? Nếu mà tính tuần là phải 7 ngày trước, còn tính ngày giao dịch thì nó chỉ có 3 ngày, thì đến kết tuần thì nó đã thành hiện thực. Đó, nó đã thành hiện thực. Thì khi nó đã thành hiện thực như thế này rồi thì chúng ta sẽ có một cái quy trình, nó sẽ có một cái điểm đánh của Công Thương mà Hùng Lê đánh giá là sau khi mà chúng ta nghiên cứu, đúng không ạ, đưa Công Thương vào danh mục quan sát rồi, và có những cái điểm mua, ở những cái vùng đây rất là đẹp, ở vùng 18.5 đến vùng 19, đó là những cái điểm mua vị thế. Và trong cái phiên ngày hôm nay trong cái phiên ngày thứ tư thì Công Thương hoàn toàn chúng ta có thể mở điểm mua hết. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể điểm mà đến sau những cái điểm mua của chúng ta rất là tuyệt vời đây. Thì đấy là những cái dự báo sớm của Hùng Lê. Công Thương rất là đẹp, không có gì phải bàn cả. Techcombank, chúng ta xem Tech này, TCB. Techcombank thì cũng đẹp rồi. Ok, sau một cái nhịp đánh lên đây, vùng kháng cự của Techcombank ở khoảng vùng 17.8 đến vùng 18. Không vượt được vùng này thì đương nhiên rồi, chạm lại về nền tích lũy ở đây, đó là vùng 16.5. Tích lũy thành công của 16.5 sẽ tiếp tục đánh lại ở vùng 17.5 đến vùng 18.5, vượt thoát vùng này, piu đi lên tiếp. Và với cái tín hiệu của nhóm ngành ngân hàng, Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng rằng chúng ta sẽ có một trận đánh về nhóm banh và nhóm P ở trong nhịp này, rất đẹp luôn, rất đẹp luôn. HD Bank, một số các anh chị hơi sốt ruột cứ hỏi Hùng Lê là có chốt, có bán, có cắt thì tại sao chúng ta phải cắt, đúng không ạ? HD Bank thì như thế này, chúng ta nhìn ở đây, nhịp đánh đầu tiên của HD Bank đúng không, đã đánh về đây và chúng ta đã tìm được một cái vùng hỗ trợ của HD Bank ở vùng 19.5 đến vùng 20. Và cái biên của nó ở khoảng vùng 19, đây là giá bao nhiêu, ở vùng 20, và cái biên tích lũy của nó ở vùng 19.5 đến vùng 20.5. Thế thì các cái tín hiệu kỹ thuật của chúng ta đã có cái gì nó quá là lớn để chúng ta cắt lỗ chưa? Với quan điểm của Hùng là gì? Khi cổ phiếu vi phạm về mặt kỹ thuật chúng ta sẽ bán, khi cổ phiếu mà chưa vi phạm kỹ thuật nó vẫn ở trong một cái nền tích lũy chúng ta tiếp tục nắm để chúng ta quan sát những cái động thái. Bởi vì là vô hình dung là chúng ta nhìn cái thằng bên cạnh nó tăng thì chúng ta sốt ruột, đúng không ạ? Thế thì bán bò tậu ánh lương. Thì các anh chị đã nghe câu chuyện đó chưa? Đấy, khi chúng ta bán HD Bank xong chúng ta mua con định mua con bò bên cạnh thì không, con bò đấy thì nó đã hết bò rồi thì nó lại sang con ánh ương. Trong khi đấy cái con bò mình đang nắm thì mình bán đi mất rồi, và sau đó thì HD Bank nó lại tăng, ví dụ như vậy. Đó, thì cái câu chuyện là HD Bank đã đây này, cái nhịp này là cái nhịp đánh gọi là đánh demo này. Đó. Khi chúng ta phân tích kỹ thuật chúng ta phải biết được những cái nhịp nào là nhịp tạo lập đánh demo và những cái nhịp nào là sau đó thì nó sẽ đánh thật. Thì đấy là những cái nhịp đánh demo và nhỏ lẻ có thể vào phiên này và sau đó thì bị out ra phiên này. Đó, sau đó thì các anh chị nhìn thấy không ạ? Kết phiên lại đâu vào đấy và chúng ta thấy rằng là những cái phiên này HD Bank đang lấp gáp cực kỳ đẹp ở trên vùng 20. Và với quan điểm hiện tại của Hùng Lê thì cũng nhanh thôi, nó sẽ có những cái điểm đánh giống Công Thương. Đó, những cây nến xanh ngồi miên man như thế này thì khi đó thì liệu là chúng ta lại ôi rồi ôi tiếc quá, làm thế nào bây giờ, đúng không ạ? Đó, hãy chờ. VBank, ở VBank thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị mua rồi. Trong team của Hùng Lê đã khuyến nghị mua. Ở VBank có một cái điểm ở đây 19 đến vùng 19.5 và ở cái vùng kháng cự trong ngắn hạn ở vùng 22 đến vùng 2.5 thì trong cái nhịp đánh thứ nhất là VBank đã gần chạm về đây và không vượt thoát được thì đương nhiên sẽ đi về nền. Và với một cái phiên tăng rất là mạnh ở đây, cái phiên này thì đâu đó cơ cấu quỹ hay như thế nào đó thì Hùng không rõ lắm, thì về cơ bản là đưa cổ phiếu này chạm 22 và sau đó thì những cái điểm lấp cáp hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng VBank cũng sẽ chưa thể tăng mạnh được, và những cái điểm tăng lên vùng 22 và sẽ chỉnh giảm lại ở đây ở quanh vùng 20. Thì phiên ngày thứ hai tuần tới thì không biết là VBank có lấp về đến vùng 20 hay không, nhưng với những cái quan điểm cá nhân của Lê thì VBank sẽ có những cái điểm lấp lại về ở vùng này, và sau khi lấp ở đây tích lũy ổn định ở khoảng vùng 19.5 đến vùng 20 thì đấy cũng là những cái thời điểm để chúng ta mở các cái điểm mua tiếp theo sau những cái điểm mua gom ở khoảng vùng 19 đến vùng 19.5 của mã cổ phiếu VBank. Nhóm banh thì Hùng Lê sẽ phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu nữa, bởi vì bây giờ là do đầu bản tin thì Hùng Lê có chia sẻ một cái câu chuyện về cổ phiếu PAC nên là nó sẽ bị choán mất một cái phần thời gian. STB có gì không ạ? STB đó, STB sau những cái nhịp mà Hùng Lê phân tích ở đây đó là gì? Đó là chạm cái vùng kháng cự ở đây, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Ở vùng kháng cự đây là khoảng vùng 10 và từ vùng kháng cự này thì cổ phiếu này có xu hướng test lại nền, tức là test lại cái biên ở khoảng vùng 8.5 đến vùng 9, không gãy thì cái xu hướng cổ phiếu có thể đánh tiếp theo. Thì trên những cái góc nhìn ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là khi mà cổ phiếu suy giảm thì đây là những cái phiên mà cũng là những cái phiên cạn tiền của STB. thì khả năng STB cũng sẽ đi theo cái xu hướng chung của nhóm ngành ngân hàng, tức là sẽ tích lũy đi ngang ở 1-2 phiên ở quanh vùng 8.5 vùng 9 trước khi mà có những cái phiên có những cái lực cầu khoảng tầm từ 10 đến 15 triệu cổ phiếu xuất hiện trở lại. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà giúp cho chúng ta nhận biết là STB đã bắt đầu một cái trận đánh mới, và cái trận đánh đó có đánh được, vượt thoát được cái vùng 10 hay không thì Hùng Lê sẽ quan sát những yếu tố tạo lập khi mà STB đánh chạm gần đến vùng 10. Một mã cổ phiếu banh nữa là VIB, cũng là một cái mã cổ phiếu mà rất nhiều những nhà đầu tư quan tâm, thì Hùng sẽ phân tích. Thì bản thân VIB hiện tại thì Hùng Lê cũng thấy đẹp rồi, và những cái điểm mua của Hùng Lê khuyến nghị cho các anh chị ở từ những cái bản tin trước đây đó là vùng 14. Các anh chị có thể mua VIB ở vùng 14 để chờ đón một cái nhịp vượt thoát, có thể trong cái nhịp đánh này VIB có thể đánh chạm vùng 16 đến vùng 16.5 đối với VIB. Một mã cổ phiếu nữa mà rất là buồn cười bởi vì là các anh chị bắt lỗi Hùng rất nhiều lần. Hùng đọc là Liên Phong Bank đúng không, LBP, nhưng nó tên đúng của nó là Liên Việt Post Bank. Thì cơ bản là LBP đó. Đấy, nếu mà đánh nói đúng tên là lại đánh lộn. Liên Phong Bank đấy. Như thế thì nó rất dễ liền luôn, đánh không bao giờ lẫn lộn cả. Thì mã cổ phiếu này chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp đánh dẫn lên ở đây thì tạo lập cũng đang có những cái điểm test kỹ thuật ở đây khá đẹp. Điểm test sâu thì ở vùng 6.5, nhưng Hùng Lê nghĩ là dưới những góc độ hiện tại thì nó chỉ khoảng vùng 6.75 và vùng 6.75 cũng là cái vùng hợp lý để chúng ta tham gia. Kỳ vọng đánh khoảng chạm vùng 8 đến vùng 8.5 ở trong một cái nhịp ngắn như thế này. Ok. Chúng ta phân tích hai mã cổ phiếu về nhóm ngành, ba mã cổ phiếu về nhóm ngành chứng khoán. HCM không có gì đặc biệt các anh chị ạ, nó chỉ như vậy thôi. Kháng cự 18 không có gì đặc biệt, bỏ qua. SSI thì cũng tương tự như vậy. Những cái nền tích lũy ở đây, và đầu tiên phải vượt thoát được cái nền 14 đã, chưa vượt thoát được cái nền 14 thì không có gì nói. SHS này, cái này mới đáng quan tâm này. Đáng quan tâm bởi vì sao, chúng ta nhìn thấy những cái tạo lập của trong cái lịch sử tạo lập của SHS nó cũng khá là đẹp, và đánh những cái nhịp đánh rất là hay. Và ở cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê cũng đang dự phóng thôi, đang dự phóng một cái tạo lập ở đây, và cái tạo lập đó nó sẽ đến với chúng ta. Đó là đấy, các anh chị nhìn thấy chưa, khi mà rất nhiều những anh chị bắt đầu đua, những anh chị mà không được tiếp cận với kênh của chúng ta, tức là kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, thì chắc chắn là rất nhiều người sẽ mua ở vùng này, sẽ mua ở vùng 9.5 đến vùng 10. Nhưng mà khi Hùng Lê đã phân tích rằng là cổ phiếu này có thể đi đến cái vùng này, và đến cái vùng này nó sẽ phân phối đấy, chúng ta tránh ra xa, đúng không ạ? Vậy thì đây một cái mũi tên, và nó phân phối đến đúng cái vùng mục tiêu của chúng ta, đó vùng 7.5. thì hiện tại là cái vùng 7.5 này chưa gãy, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng cạn vô rồi, cạn cung rồi, và biểu đồ tần suất cũng như là những cái tín hiệu về dòng tiền khả năng cũng sẽ chạm đáy ở cái vùng 6.5. À đâu, xin lỗi cả nhà, 7.5. 7.5 có thể vùng 7.5, 7.7 đó, 7.5, 7.7 thì vùng này chúng ta mua đó. Vậy thì so với việc là chúng ta mua ở vùng 10 thì khi mà các anh chị tiếp cận được với kênh Hùng Lê thì chắc chắn sẽ không mua 10 mà sẽ mua ở khoảng vùng 7.5 đến vùng 7. Như vậy là chúng ta thắng rồi. Đầu tiên là chúng ta thắng những cái điểm mua này là chúng ta đã thắng rồi đó. Ít nhất là về T3 chúng ta lỗ cùng lắm lỗ nhẹ nhẹ tí đó, không thì có lãi nhẹ đó, rất là happy đúng không ạ? Được chưa ạ? Đó, và chúng ta yêu thích Hùng Lê thì chúng ta về, không yêu thích thì chúng ta đi tìm kênh khác. Chúng ta không phải nói với nhau những cái lời nó nặng nề đó, đúng không ạ? Gặp xem Hùng Lê nói 1 tiếng 30 phút thì các anh chị cho Hùng Lê cái like. Sao cứ phải đi like, hình như có đây này. Nhưng mà rất là tuyệt vời đó là chúng ta có số đông đó. Lại xem lại tí đó. Chúng ta có 687 like trên 15 dislike. Thì không hiểu là 15 anh chị này là không yêu Hùng Lê thì đừng có làm thế này, không hay. Ok. Chúng ta cùng phân tích các mã cổ phiếu của ngành thép. Hòa Phát, HPG. Bản thân Hòa Phát chúng ta có một cái đường đi ở đây khá là dài rồi. Không biết là qua bao nhiêu bản tin các anh chị nhỉ, khoảng tầm 4-5-6 bản tin gì đó. Và những cái bản tin này thì Hùng Lê đang phân tích một sóng lên của Hòa Phát ở mục tiêu hiện tại chạm vùng 22.5 đến khoảng vùng 23. Khi chạm vùng 23 này thì tạo lập có thể kéo vượt thoát vùng 23 để có thể phân phối ở trên này, và sau đó thì sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng, những cái nhịp chỉnh giảm ở đây chúng ta sẽ quan sát ở vùng 21. Cái vùng 21 này là cái vùng mà nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng để làm gì ạ? Để giúp cho chúng ta nhận diện là Hòa Phát có lên được vùng 23, 23.5 đến vùng 24 không, thì bắt buộc là cái nhịp chỉnh kỹ thuật này. Thực ra bản chất đây nó đã xuất hiện cái nhịp chỉnh kỹ thuật đây rồi. Thì nhịp chỉnh kỹ thuật này nó không được gãy vùng 21 thì cái cơ hội để chúng ta chốt ở cái vùng 23, 22.5, 23 đến vùng 24 nó vẫn còn, nhưng mà gãy vùng 21 thì các anh chị lưu ý. Gãy vùng 21 với lượng vôn bán ra đạt khoảng tầm độ 7 đến 8 triệu cổ phiếu thì đấy là một cái dấu hiệu gần như là cái dấu hiệu kết thúc của Hòa Phát, sau khi mà Hòa Phát đã tăng từ vùng 15 lên đến chạm vùng 22, 22.5, như vậy là cũng đã tăng một cái lực tăng tương đối mạnh. Hoa sen thì như thế nào ạ? Những cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích về hoa sen ở đây thì hiện tại là nó khá là đúng. Nó khá là đúng và nó khá là trúng. Nó đúng ở góc độ thứ nhất là cái kỳ vọng của chúng ta ở vùng 7 thì hoa sen đã đạt được ở vùng 7, và sau khi đạt ở vùng 7 thì Hùng Lê có một cái vòng cung ở đây, đó là tạo lập khả năng sẽ đánh lên cao nhất ở khoảng vùng 7.5 đây, 7.5, và từ vùng 7.5 này thì khả năng sẽ phân phối xuống đâu đó khoảng vùng 6.5 gì ở đây, tức là chúng ta sẽ nhìn thấy những cái điểm kỹ thuật ở đây. Nó không gãy thì chúng ta thấy rằng là sẽ có một cái cơ hội đánh tiếp ở bên lên đến vùng này, thì chúng ta có Hoa Sen thì chúng ta sẽ chốt ở trên những cái vùng này đi, và chúng ta sẽ chờ đợi những cái vượt thoát ở đây. Còn nếu ngược lại như nó không về đây và nó đánh tiếp thì thôi chúng ta sẽ dành một cái target sau cho người đến sau, chúng ta không có gì phải tiếc nuối cả, và chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cơ hội khác. NKG Nam Kim thì Hùng Lê đang đặt mục tiêu ở vùng 7. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Nam Kim thì nó không có gì là đáng báo động cả. Phiên ngày hôm nay nó hơi bị đuối một tí, thì nó cũng đúng thôi, nó sẽ lấp lại cái gap ở đây. Nó sẽ lấp lại gap ở đây, đang lấp 1/2 gap, và điểm sâu nhất của Nam Kim có thể chỉnh về 6.2. Quá đẹp, có thể chỉnh về 6.2, 6.2 không gãy, mục tiêu tiếp theo vẫn là 7, và thậm chí là chỉnh về kỹ thuật ở đây. Chỉnh về kỹ thuật không gãy vùng 6.2, công lại 7, và có thể hoàn toàn có thể kỳ vọng ở trong nhịp này Nam Kim đánh vượt thoát 7, mà có vượt thoát hay không thì Hùng sẽ tiếp tục cập nhật. Nhưng với những cái tín hiệu, với cái cách đi của Nam Kim như thế này thì vượt thoát vùng 7 là hoàn toàn trong cái khả năng của Nam Kim. Ok, chúng ta sẽ đảo nhanh qua một số các cái mã cổ phiếu về nhóm ngành xây dựng. HDC có gì không ạ? HDC thì cơ bản là chạm vùng 18, chỉnh không gãy vùng 16, cơ hội đánh tiếp lên vùng 20. Chúng ta nói đến Coteccons để Hùng phân tích nhanh những cái nhóm ngành này, bởi vì thời gian nó cũng không còn nữa. Coteccons thì chúng ta nhìn ở một cái góc độ trung hạn các anh chị nhé. Coteccons đã có một cái nhịp chỉnh giảm dài đây, và có hay không một cái sóng lớn thì Hùng Lê đã có đề cập đến với các anh chị rồi đó. Ở một cái sóng lớn của Coteccons thì trong cái thời điểm hiện tại là Hùng Lê đang quan sát thấy, và ở những cái mô hình phân tích kỹ thuật kinh điển của trong phân tích kỹ thuật thì Coteccons đang hội đủ những cái yếu tố đó để làm sao để chúng ta có được một cái target ở bên này. Thì về Coteccons đang đi rất là đẹp sau cái vùng hỗ trợ dài, đó là vùng 50, Hùng Lê đã phân tích rồi. Nhịp đánh này mắt có thể chạm lại vùng 60, chạm về vùng 70. Khi chạm về vùng 70 rồi thì Coteccons có thể sẽ có những cái nhịp mà đánh rũ lại đây, thì có thể là trên cái đường đi nó chạm về vùng 65, nhưng mà cái vùng điểm tì bật ở đây chính là cái điểm ở vùng 63.5, 63.5, và điểm ở đây là vùng 60 đó. Cái vòng cung này thì Hùng đang mô phỏng một cái đường đi của Coteccons, có thể là sẽ có những cái nhịp mà test uốn lại này, và sau đó thì Coteccons sẽ đánh công lại vùng 70. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì hoàn toàn vùng 70 nó sẽ là vùng mà hoàn toàn có thể đi đến ở trong cái kịch bản phân tích của Hùng Lê. Và có hay không một cái sóng kinh điển của Coteccons thì Hùng Lê sẽ chờ ở những cái điểm này, và khi Coteccons vượt thoát, tức là có một cây nến xanh dài với lượng cầu khoảng đâu đó khoảng bao nhiêu ta, khoảng 500 thì chắc khoảng tầm đấy. như thế này thì đây là một cái dấu hiệu để Coteccons có một cái sóng dài, và cái sóng dài này thì nó sẽ đi miên man lắm, nó đi đẹp lắm, đẹp như mai phương thúy, chân dài. VCS đó, tại vì sao mà Hùng lại cái nhóm ngành xây dựng rất nhiều cổ phiếu, nhưng tại sao Hùng lại lựa chọn phân tích có khoảng tầm 5 cái mã cổ phiếu đầu ngón tay, thì các anh chị cũng phải biết lý do vì sao, chứ các anh chị đừng có nhìn thấy Hùng vẽ mấy cái nhăng cái cuội ở trên cái đồ thị này rồi bảo là ông này ông ấy chỉ vẽ thế thôi chứ ông không biết cái gì đằng sau đó. Nó như thế thì nó cũng hơi chạnh lòng một tí thôi, không sao. Đối với VCS thì Hùng đang có một cái điểm ở đây, đó là vùng 65.5 kháng cự, không vượt thoát được, thì chúng ta lại có một cái vùng tích lũy ở đây, vùng 55 đến 56.5. Ở đây là cái vùng rất là đẹp của VCS ở trong cái nhịp này, và với những cái tín hiệu sau những cái nhịp mà gần như VCS đi siết chặt ở quanh vùng 60 rất đẹp ở đây, và phiên kết tuần bắt đầu có mức lực cầu bắt lại vùng 60, thì ngắn hạn thôi, ở trong tuần tới thôi thì VCS sẽ có những cái điểm mà công lại vùng 65.5 đến khoảng vùng 66, vượt thoát cái vùng này thì ôi rồi ôi, lại có hoa hậu đó, rất đẹp. Và có hay không một cái sóng lớn của VCS ở bên này thì Hùng sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo, và với những cái góc nhìn của Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ đi phân tích được cho anh chị tất cả những cái góc nhìn này, nó rất là tốt, đúng không ạ? Rồi mã cổ phiếu PTB và A3 đó, xây dựng Hùng cũng chỉ phân tích thêm mã cổ phiếu SCR và HCB, bởi vì là SCR trong tuần vừa rồi thì Hùng có khuyến nghị SCR trên tin Zalo. Thì các anh chị thấy là SCR là cũng một cái ông mà cái mã này thì cái tính đầu cơ rất là cao, khi mà cổ phiếu SCR đánh đấy, các anh chị nhìn thấy những cái lịch sử tạo lập thì đến thời điểm hiện tại đang nhìn thấy có những cái dấu hiệu tốt rồi, đúng không ạ? Vùng hỗ trợ ở đây đẹp rồi, và cái kháng cự ở đây vùng 4.5. Thì những cái điểm đánh ở đây thì sớm muộn thôi, ngày 1 ngày 2 thôi thì cổ phiếu này cũng sẽ vượt thoát vùng 4.5, và cái đích đến đầu tiên của SCR đó là khoảng vùng 5.25 đến khoảng vùng 5.5. Ngắn hạn sẽ như vậy, về đến vùng này thì nó sẽ có những cái điểm gãy kỹ thuật ở đây, những cái điểm gãy kỹ thuật ở đây để giúp cho chúng ta nhận diện cái xu hướng đi tiếp theo của cổ phiếu này SCR. Thêm một mã cổ phiếu nhóm ngành xây dựng đó là HBC, các anh chị cũng có thể chú ý ở trong cái thời điểm hiện tại đó là gì. HBC Hùng nhìn thấy ở một cái vùng nền tích lũy ở đây của HBC rất là đẹp, đó là vùng 7. Ở vùng 7 này HBC đã có hai những cái lần nhịp test như này, và trong ngắn hạn thì cái vùng kháng cự đây là vùng 8 đang lưng chừng đồi. Với những cái tín hiệu cầu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng sang tuần tới thì có thể nhún lại một tí dưới vùng 8, và đầu tiên sẽ đánh chạm vùng 10, như vậy là đánh chạm mệnh cái đó. Rồi chúng ta sẽ tính toán những cái câu chuyện tiếp theo. Một mã cổ phiếu nữa trong cái ngành hạ tầng kỹ thuật đó là CI. C2 thì C2 hiện tại Hùng đã dò tìm cái vùng mục tiêu đây, đã phân tích cho các anh chị rồi, vùng 18.5. Kháng cự ngắn ở khoảng vùng 20 thì phải vượt được cái vùng 20 này thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện đi tiếp theo ở bên này, và những cái vùng giá mục tiêu đó. Hùng đưa cho các anh chị những cái biên này là những cái vùng mua, gọi là vùng mua vàng 18 đến vùng 19, các anh chị thả vào đây thì cùng lắm là lỗ tí tẹo, không thì T cộng ít nhất ngốn lãi, không bị thiệt hại lớn, đúng không ạ? Ok. Một cái mã cổ phiếu khá là tốt PTB. Về bản thân PTB thì sau một cái nhịp đánh lên đây thì nó cũng đang đánh ngang, và với những cái nhịp mà dòng tiền nó nhẹ nhàng như này thôi các anh chị, thì cái vùng phân tích ở đây nó không bị gãy, vùng tích lũy 40 đến vùng 42, và sớm hay muộn thôi nó cũng sẽ có những cái cây nến xanh đẹp như này thôi. Đối với PTB, những cái tạo lập của PTB cũng khá là tốt, bởi vì Hùng Lê đã theo dõi những cái mã này rất là dài rồi, và khi mà có những yếu tố tạo lập này thì đầu tiên Hùng Lê kỳ vọng vào vùng 50, sau đó sẽ là vùng 60, thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái phân tích tiếp theo. Về nhóm ngành thì chúng ta sẽ phân tích thêm nhóm ngành cao su. Nhóm ngành cao su thì bây giờ chúng ta có, Hùng sẽ điểm nhanh bởi vì là cũng khá là dài rồi. DRC đó, những cái phân tích của Hùng Lê về mặt khoa học và về mặt logic đó là Hùng đã tìm cho các anh chị một cái vùng giá 17.5 đến vùng 18, và những cái vùng phân tích này thì các anh chị xem những cái bản tin trước đi, bản tin 100 hay vùng 9 mấy đấy, tức là khi mà cổ phiếu này nó bị kéo lên thì Hùng đã dò tìm cho các anh chị những cái vùng giá mục tiêu rất là đẹp như thế này. đó, và chúng ta để chúng ta tham gia. Và từ cái vùng này thì Hùng Lê kỳ vọng sẽ đánh chạm vùng 22, mạnh hơn sẽ là vùng 23 đến vùng 24. PHR cũng là một cái mã cổ phiếu Hùng Lê đã có những phân tích định lượng có hay không một cái sóng dài, thì đến thời điểm hiện tại là PHR nó đi khá là giống với Coteccons. Và cái vùng của Coteccons nó là vùng 50, thì cái vùng PHR mà Hùng Lê phân tích định lượng là khoảng vùng 40, 36 vùng 40. Với một cái lực cầu hiện tại của cái phiên thứ mấy đây Hùng không rõ lắm, thì sang phiên ngày thứ hai, tức là cổ phiếu này có thể test sâu nhất ở khoảng vùng 44.5, có thể là vùng 44, rơi về vùng 44 đến khoảng vùng 44.5 mà không bị gãy, thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái nhịp đầu tiên là công thủng cái vùng 48 đến vùng 49. Tạo lập sẽ đánh vượt thoát lên, và sau đó thì nó sẽ có cái mô hình mô phỏng như thế này, và sau đó sau khi mà đánh vượt thoát đến khoảng vùng 50, chỉnh giảm kỹ thuật một tí về khoảng vùng 48, và từ vùng 48 này thì chúng ta sẽ có những cái nhịp đi rất là thoát của PHR bên này, và liệu rằng là có đi về là vùng 50 hay 70 vân vân ở bên này hay không thì Hùng sẽ có những cái phân tích tiếp theo, và chúng ta sẽ chờ ở những cái tín hiệu kỹ thuật ở vùng 44 đến vùng 45. 44 đến vùng 44.5 không gãy, và sau đó thì vùng 48 đến vùng 48 đến vùng 50. Thêm một mã cổ phiếu nữa là GVR. Đó thì về bản thân là GVR cũng là một cái mô hình khá là kinh điển trong cái việc phân tích kỹ thuật, đó là sau ở những cái điểm ở đây đó Hùng Lê đã tìm ở cái vùng kháng cự 11. Và cái vùng 11 này mà không gãy, gọi là không vượt được, thì sẽ test lại ở đâu đó sâu nhất ở khoảng vùng 9.5. Về vùng 955 không gãy thì lại công lại vùng 11, công lại vùng 11 thì chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật, và chúng ta thấy rằng là lực cầu tiếp tục quay trở lại ở đây, thì có một cái tình huống thứ hai đó là GVR sẽ kéo chạm khoảng vùng 11.5. đây, cái hình mũi tên này chính là cái điểm đây này các anh chị này, vùng 11.5, vùng 11.7, thì sau đó thì sẽ trả lại vùng 11 và sẽ kéo vượt thoát đó, vượt thoát được cái nhịp này. Như vậy là GVR thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê đang thiên về cái kịch bản là kéo vượt thoát lên và test chỉnh lại vùng 11 và sau đó kéo tiếp một nhịp nữa. Quốc đảo ship thì mã cổ phiếu này thì chúng ta phân tích thôi chứ cũng không khuyến nghị đầu tư nhiều. Đối với ship thì Hùng tìm một cái mục tiêu 70 đây, có mua thì chúng ta mua ở vùng 70 71 thôi, qua hai vùng này rồi chúng ta không mua nữa. Hiện tại ship sau một cái phiên tăng mạnh thì đây là những cái điểm lấp gáp cực kỳ đẹp, và những cái điểm lấp này thì đâu đó khoảng vùng các anh chị xem ở khoảng vùng 77, có thể lấp sâu nhất ở khoảng vùng 77 không gãy. Ok, chúng ta sẽ có một cái nhịp mà chúng ta đang phân tích ở đây đó là khoảng vùng 95, mạnh hơn thì khoảng vùng 100 đối với quốc đảo ship. Ok, cao su thì chúng ta chỉ phân tích như vậy thôi. Khu công nghiệp. Bản thân khu công nghiệp thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng, đó là chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì nó sẽ chưa thể kết thúc, và chắc chắn là nó sẽ có những cái hồi tiếp theo. Đấy là đầu tiên là trong văn thơ thì người ta gọi là hồi thứ nhất, hồi thứ hai, hồi thứ ba, thì bây giờ là cái trận đánh đó là nó mới chỉ là hồi thứ nhất thôi. Sau cái dịch cúm Covid được khống chế thì chắc chắn rằng cái cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung hoặc là những cái xung đột đó nó sẽ tiếp diễn, bởi vì bản thân là trong một cái khu rừng thì nó không thể có hai con hổ, và trên thế giới thì một con hổ Anh và một con hổ em cũng cạnh kề gần nhau thì đương nhiên nó sẽ cắn xé nhau cho đến lúc nào một thằng nào chết, hoặc không thì nó cũng phải cắn nhau cho đến lúc nào đấy nó một cái gì đấy, một cái trật tự nào đấy để thiết lập lại. Thì nói vui là như vậy, và cái việc là dự báo đến cái ngành khu công nghiệp là cái ngành mà nó sẽ được hưởng lợi từ những cái việc là các cái nhà máy hoặc là các cái công xưởng rút khỏi Trung Quốc, thì đất nước Việt Nam là một đất nước hòa bình, thanh bình, đúng không ạ? Và chính phủ của chúng ta thì cũng đang có những cái chính sách về mặt vĩ mô để nâng cái hình ảnh của Việt Nam trên cái trường quốc tế. Đấy, đặc biệt là trong cái đợt vừa qua là cái dịch cúm Covid, đúng không ạ? Và chúng ta đã có những xây dựng những cái hình ảnh, những cái thương hiệu của Việt Nam rất là tuyệt vời. Thì về bản thân là mã ngành khu công nghiệp thì Hùng đã có những cái phân tích sớm, ví dụ SSL. Thì bản thân SSL đã có một cái nhịp ở đây, nhịp tăng ở đây, nó chính ra là cái vùng 33.5 chính là cái vùng Hùng Lê phân tích ở trong những bản tin trước đây. Đó là những cái vùng giá mục tiêu để cho giúp chúng ta có thể có những cái điểm mua vị thế tốt nhất, và sau khi cổ phiếu này có những nhịp đánh thoát lên, nhịp chỉnh kỹ thuật thì đã xong, và bây giờ lại có một cái nhịp thứ hai, thì nhịp thứ hai này thì Hùng đang dò tìm ở cái vùng khoảng vùng 37, không biết là phiên thứ hai có vùng 37 hay không. Ở khoảng vùng 37 thì cái vùng này sẽ là cái vùng lấp gáp tiếp thứ hai, thì Chúng ta nhìn thấy sau một cái phiên tăng mạnh thì đã sẽ có những cái điểm lấp nhẹ nhẹ đây và đây. Thì chắc chắn là trong những cái tài khoản định hướng của Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ tiếp tục hướng các cái tài khoản của Hùng Lê để mua tiếp SCR ở quanh vùng 37 trong phiên ngày thứ hai tuần tới. D2D thì D2D có gì không nhỉ? D2D thì phải hoàn thành cái mục tiêu ở đây đã, mục tiêu ở vùng 60. Chưa hoàn thành cái vùng này thì chúng ta chưa nói đến cái câu chuyện. Tiếp theo. Tip cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã có những phân tích định lượng ở đây. Đó, sau khi mà những cái nhịp dự báo đánh lên và những nhịp chỉnh đây này, cái vùng giá mục tiêu của tip ở vùng 14.8 đến vùng 15.2. Các anh chị xem lại, và khi tip về đến đây thì cái vùng mục tiêu tiếp theo đó là đánh chạm 20. Chạm 20 xong rồi tip sẽ có những cái chỉnh giảm kỹ thuật ở đây để có hay không một cái nhịp đánh tiếp theo của tip có thể là lên vượt thoát lên vùng 20 25. Ở đây thì chúng ta sẽ chờ những cái phân tích định lượng tiếp theo của Hùng Lê. Bản thân tip cũng là một mã cổ phiếu rất là đẹp. DTD thì phiên ngày thứ 6 vừa rồi đã bị chốt rất là mạnh, và phiên chốt mạnh thì nó cũng đúng thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là đây chúng ta đã có những cái điểm phân tích kỹ thuật, những cái điểm hỗ trợ của DTD ở tận 10.5. Và từ 10.5 này thì Hùng Lê đang tìm một cái điểm 13 đây. Cái điểm 13 này thì thường là dòng tiền sẽ phiên này là một cái phiên đánh rất là mạnh và có thể đánh ao hết tất cả những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đây. Với một cái phiên đánh ao như vậy thì chúng ta sẽ mất 1 đến 2 phiên và chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật. Thì như thế này thì nó đánh theo một cái mô hình này thì cũng khá là đẹp, tức là lại quay lại kiểm tra lại khoảng vùng 10.5 đến vùng 11. Đó, chúng ta sẽ dò tìm lại ở những cái điểm này và sau đó thì cổ phiếu DTD sẽ tích lũy trở lại được ở cái vùng này hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở đây. Đó, chúng ta thấy rằng là khi những cái điểm hỗ trợ của chúng ta dò tìm được thì sẽ rất là an toàn, trong cái quá trình chúng ta đầu tư. KBC thì sau một cái nhịp đánh tăng lên rất là mạnh thì chúng ta thấy rằng đấy, vùng kháng cự của KBC ở trong cái điểm này nó đã là gần kháng cự rồi, 14, thì trong cái phiên này là kéo lên mà một phát và sau đó thì không đạt được cái kỳ vọng. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì KBC sẽ lấp lại gap, mà lấp đẹp nhất thì khả năng là lấp cái này không thể tính lấp đẹp nhất được, lấp ít nhất nhịp này lại đi về nền 12. Về nền 12 này tích lũy một lần nữa thì mới đánh vượt thoát lên được, bởi vì những cái phiên như này là KBC nó hơi xấu rồi, tức là gọi là vượt dốc nhưng mà vượt không thành công. Nó vượt dốc nhưng vượt không thành công thì lại phải lùi về tích lũy. SGS có gì không ạ? SGS thì cơ bản trong đoạn này không có gì đột biến. Cái mã cổ phiếu SZN này, các anh chị của chúng ta cũng lưu ý này, SZN hay S gì nhỉ? SNZ. SNZ cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành khu công nghiệp, và nó đánh ở đây một cái mô hình cũng khá là hay. Đó là cái vùng hỗ trợ đây khoảng vùng 15 thì nó đã không gãy và nó hình thành một cái mô hình đây, và sau đó thì cái lực cầu bắt đầu quay trở lại đây, và những cái điểm đánh vượt thoát ở cái vùng 20 thì Hùng Lê đang kỳ vọng là cái nhịp đánh này có thể kéo chạm vùng có thể kéo chạm vùng 24 và sau đó thì có những cái nhịp đánh nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây. Nhịp chỉnh kỹ thuật về khoảng vùng 20 nhưng khả năng là hơi khó. Và trong cái nhịp đánh này thì tính tạo lập nó hơi bị cao luôn, thì cái cổ phiếu này khả năng sẽ đi chạm vùng 3x thôi. Với lực cầu hiện tại. Cái này thì tùy cân nhắc của các anh chị. Chúng ta sẽ lựa chọn để chúng ta mua, nhưng mà mua thế này nó hơi rủi ro, bởi vì là những cái điểm đánh ở đây thì nó cũng đã bị mất. BCM. BCM thì về cơ bản là sẽ chạm lại vùng kháng cự ở đây, vùng 26. Chạm lại kháng cự ở đây vùng 26 và sau đó thì có những nhịp test lại khoảng vùng 22 thì đẹp. Sau đó thì vượt thoát đi lên ở đây có hay không thì chúng ta sẽ phân tích ở đây. Còn các cái điểm mua của BCM thì bây giờ cũng không còn nữa, chúng ta chỉ ghi lại để chúng ta theo dõi thôi. Chúng ta điểm nhanh qua hai mã cổ phiếu của ngành Viettel nữa là chúng ta kết thúc để chúng ta đi phân tích và định lượng thị trường. Viettel thì chúng ta có thằng VGI. Vừa rồi thì VGI cũng có những cái thông tin khá là tốt về cơ bản, các anh chị có thể xem lại. Bản thân VGI thì Hùng nhìn ở cái nhịp mồng phân tích ở đây thì từ vùng 20 và chúng ta phân tích một cái sóng lên ở đây, và ở cái vùng 24 trở thành cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu, và cổ phiếu này không gãy vùng 24, hiện tại đang có những vùng tích lũy đi ngang rất là chặt ở đây, thì vùng 24 này không gãy thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái nhịp đánh tiếp theo ở khoảng vùng 30 thì chỉ giảm kỹ thuật ở đây trước khi mà chúng ta có hay không một cái sóng lên được tiếp theo, thì chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo. CTR thì không có gì thay đổi, mục tiêu ngắn chạm vùng 40.5, vượt thoát được vùng 40.5 thì chúng ta có tiếp một cái nhịp 45 ở đây, nhưng mà cứ khả năng là được đấy, nhịp này đi được, đi về vùng 45. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì khá là ok. Viettel Post VTP. VTP thì đây kỳ vọng chạm vùng 130, chạm vùng 130 rồi thì Viettel Post sẽ chỉnh lại tí đâu đó khoảng vùng này. Ta cứ vẽ sẵn ở trước đây áng thế, đi đến đâu thì chúng ta tính tiếp, nhưng mà về cơ bản là những cái điểm vẽ của Hùng Lê thì không phải vẽ vu vơ đâu các anh chị nhé. Nhìn thì những cái nét vẽ nó vu vơ vậy, nhưng mà nó nôm na làm thơ thì nó gọi là có hồn. Ok, chốt lại là chúng ta vừa mới view lại toàn bộ cái kịch bản thị trường trong tuần vừa qua, và chúng ta sẽ nhìn qua chỉ số Dow Jones. Hiện tại là Dow Jones đang có những cái điểm giảm ở đây, thì về cơ bản là Dow Jones cũng đã chạm ở những cái vùng Hùng Lê kỳ vọng ở đây. Còn đối với chỉ số Dow Jones Future cũng đang có những cái nhịp lấp cáp, và những cái nhịp này thì khả năng là sẽ chạm về khoảng vùng 23.000 điểm. Hang Seng đang xu hướng đi lên, Nikkei thì hôm nay giảm rồi, Shanghai hôm nay khá là tốt. Cơ bản thì sang tuần tới thì chỉ số chứng khoán thế giới thì nó cũng không có cái gì đột biến lắm, lình xình đi ngang, cùng lắm thì gọi là giảm một tí. Đối với chỉ số VN-Index của chúng ta thì trong tuần vừa rồi Hùng Lê đã có những cái dự báo phân tích về việc là cái động lực mà để cho VN-Index của chúng ta đi mạnh nó không có, và cơ bản là nó phải lùi về lại cái vùng 765 điểm để thị trường của chúng ta có thể tích lũy lại ở đó. Và chúng ta thấy rằng đây gần như là VN-Index của chúng ta trong tuần thì cũng làm một cái biên đi khá là sát ở vùng 765 điểm, và kết thúc tuần ở 769 điểm các anh chị, ở 769 điểm phẩy 11, tức là nó cũng tích lũy khá là sát với những cái dự báo của Hùng Lê. Thị trường trong tuần vừa qua không tăng mạnh, và do một phần là cái tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, có 4 cái ngày nghỉ sắp tới, và nó và cái xu hướng cổ phiếu có cái sự phân hóa nhóm P và nhóm Banh thì nó chạm những cái nền tích lũy rất là đẹp để chờ đón một cái trend mới, một cái gọi là một cái sóng mới. Thì đấy là những cái phân tích nhận định của Hùng Lê, và chúng ta thấy rằng với một cái bức tranh tổng thể về mức độ kiểm soát dịch Covid tại Việt Nam, cùng với đó là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thì sẽ từng bước ổn định trở lại. Tuy nhiên nó không thể một sớm một chiều, bởi vì để hoạt động sản xuất trở lại rồi thì chúng ta một phần là cung ứng ở trong nước, nhưng một phần cái chuỗi xuất khẩu thì chúng ta phải nối lại, và hiện tại thì cái việc mà thông quan thông thương với quốc tế thì vẫn đang gặp khá là nhiều những cái khó khăn. Cùng với đó thì sau cái kỳ nghỉ lễ thì Hùng Lê dự báo rằng là cái dòng tiền và những cái yếu tố về mặt tâm lý thì một phần nào nó cũng sẽ được cởi bỏ, và sang tuần tới thì Hùng Lê sẽ kỳ vọng là một cái tuần giao dịch thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam. Về bản thân chỉ số VN-Index của chúng ta thì VN-Index của chúng ta sẽ Hùng Lê đã có những cái dự báo về mặt xu hướng định lượng về thị trường trong một cái giai đoạn dài, đó là vùng 740 đến vùng 750 điểm. Ở trong cái nhịp chỉnh kỹ thuật này gần như đó là một cái điểm tì bật khá là tốt để giúp cho thị trường có thể ổn định, để công lại cái vùng 800 điểm, nó công lại vùng 800 điểm trong cái kỳ sau cái kỳ nghỉ lễ. Và Hùng Lê sẽ cần chờ thêm tín hiệu kỹ thuật của phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba. Khi mà nhóm Banh và nhóm P ổn định trở lại thì chúng ta sẽ có được những cái góc nhìn nó sẽ tốt hơn, về định lượng về thị trường đó, đặc biệt là nhóm trụ nữa. Còn đối với chỉ số đối với phái sinh thì Hùng Lê hoàn toàn có thể kỳ vọng sang tuần tới phái sinh sẽ tiếp tục cầu long, và những cái điểm long đầu tuần thì có thể chạm lại vùng 715 điểm, và kết tuần hiện tại nó đang ở 702 điểm. Như vậy là những cái điểm đầu tuần thì sẽ kỳ vọng là những cái điểm long như vậy, và Sau khi mà vượt thoát được cái vùng 715 hay không và có những cái điểm long dài hơn nữa hay không thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng ở trong phiên, bởi vì phái sinh thì trong cái giai đoạn hiện tại cái trend dài của phái sinh vẫn là cầu long, tức là vẫn là cái trend long là trend chủ đạo, và cái việc là 750 điểm hay là cái vùng ở đây, cái vùng ở đây là vùng 800 điểm hay gì, nó hơi xa xôi, ở cái vùng 800 điểm. Nhưng mà với những cái góc nhìn kỹ thuật hiện tại của Hùng Lê thì Hùng Lê cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng ở những mốc cao đến như vậy, tức là khi chúng ta phân tích một cái trend dài của phái sinh. Đối với VN30 thì sang tuần tới thì chúng ta kỳ vọng VN30 sẽ lấy lại được mốc 730 và phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba mà lấy lại được trên mốc 730 với lượng cầu xấp xỉ trên những cái biểu đồ phân tích đến tuần là khoảng trên khoảng 91 triệu đến khoảng 100 triệu cổ phiếu của VN50 được khớp lệnh. Thì như vậy đó là những cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt của thị trường. Về nhóm ngành, về xu thế thị trường, về nhóm banh thì sang tuần tới với những cái chủ đạo của Hùng Lê thì chúng ta vẫn tiếp tục tập trung vào nhóm P, nhóm banh và một số các cái mã cổ phiếu trụ đang có những cái xu hướng tốt. Và Hùng Lê cũng trân trọng kính mời tất cả những anh chị em nhà đầu tư của chúng ta sẽ về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS. Tại công ty chứng khoán VPS chúng ta sẽ mở tài khoản về đây và sẽ tham gia những cái phân tích chuyên sâu của Hùng Lê định lượng hàng ngày, thì chúng ta sẽ có được những cập nhật. Một số các anh chị ở dưới bản tin có để lại số điện thoại và xin vào các cái team, thì hiện tại là bây giờ cái team T0 Hùng Lê để đây là cái team mở, thì hiện tại cái team này nó đã bị full, rồi và gần như là chúng ta sẽ không thể vào được nữa. Thì cái này cũng khá là khó bởi vì là Zalo chỉ quy định là 1.000 thành viên thôi, nhưng mà bây giờ thì cơ bản là không có cách nào để nới cái lượng room này ra cả, thì bắt buộc là những anh chị nào mà chúng ta chưa vào được cái team T0 thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải chờ những cái cơ hội khác thôi. Hùng Lê cũng không thể mở thêm một cái nhóm nữa để cho các anh chị vào và chúng phân tích ở trên đó. Thì hàng tuần chúng ta sẽ xem những cái bản tin phân tích của Hùng Lê định lượng ở trên này. Các anh chị xem những bản tin phân tích của Hùng Lê thì chúng ta cũng đăng ký kênh, để chúng ta cập nhật được những cái bản tin mới nhất của Hùng Lê trong những cái quá trình mà chúng ta phân tích. Cùng với đó thì Hùng Lê cũng mong muốn các anh chị sẽ chia sẻ những cái bản tin của Hùng Lê trên tường Facebook cá nhân hoặc là trên các diễn đàn chứng khoán để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta đâu đó chưa biết đến kênh chứng khoán Chiến binh Điện Tử Con Sóng thì sẽ có cái cơ hội được tiếp cận và có thêm được những cái góc nhìn tham khảo trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Kỳ nghỉ lễ vẫn còn 2 ngày nữa thì Hùng Lê cũng kính chúc cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta tiếp tục có những cái kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên người thân và bên gia đình, và chúng ta sẽ quay trở lại một cái tuần giao dịch mới với những cái kỳ vọng mới, với những cái sức sống mới để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với Hùng Lê, đồng hành cùng với kênh chứng khoán Chiến binh Trên Từng Con Sóng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản tin tiếp theo.